lời Chúa, Chúa Nhật lễ lá. Lời Chúa, Chúa Nhật lễ lá. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào tuần thánh với Chúa Nhật lễ lá ngày 28 tháng 3 năm 2021. Và cũng là ngày kết thúc của 40 ngày chúng ta vào trong hoang địa với tháng tĩnh tâm chay, bắt đầu từ thứ tư lễ cho 17 tháng 2 đến hôm nay Chúa Nhật lễ lá 28 tháng 3 vừa tròn 40 ngày. Tạ ơn Chúa đã che chở gìn giữ và nhất là cho anh chị em được sự kiên nhẫn, kiên trì để tham dự trọn 40 ngày. Chắc anh chị em ở đây nhiều người nếu mà đi thi kỷ lục ai mà 40 ngày không có vắng ngày nào chắc là có thưởng. Không biết là thưởng bằng cái gì thì tôi thấy là có trái xoài to để tôi tính thưởng cho anh chị em. Đây là một trong những hoa trái của dấu điểm tin mừng. Cũng mùa phục sinh năm 2018, 18, 19, 17, 18, 17, 18, 19, 3 mùa. Thì năm 2017 phục sinh chúng tôi về. Và trước đó là ngày Tết, người ta đưa đến một cái cây xoài. Và cây xoài đó, Tết xong thì anh em đem xuống trồng xuống đất. Cứ nghĩ là trồng xuống đất cho nó vui vậy thôi. Mà không ngờ là một người chị em, là một người ngoại đạo, mới đưa cái cây đó về nhà trồng và gìn giữ làm kỷ niệm. Nghĩ là kỷ niệm chơi vậy thôi. Nhưng mà trước tuần thánh thì hôm lễ thánh Giuse lên mừng bổn mạng, bảo cho con có cái món quà đặc biệt mừng bổn mạng, đó là một cặp xoài. Tôi bảo này mua ở đâu, Đài Loan hay là Trung Quốc đây? Trung Quốc thì tôi không lấy đâu. Bảo không, cái này là giáo điểm tin mừng, bảo đâu ra. Bảo cha có nhớ cái năm nào 2017 đó, xuân 2017, rồi người ta tặng một cái cây xoài đưa lên trưng trên nhà thờ. Đến ngày mùng 3 Tết cha bảo bây giờ đưa đi về để mà sinh cầu mùa đó, ngày cầu mùa đó. Công an việc làm khấn thì con mới đưa cây xoài này về, về con trồng trong nhà. Hôm nay là nó lớn lên, là đây là hoa trái từ chính giáo điểm tin mừng, hai trái xoài. Anh chị em nào mà đi dự đủ 40 ngày đến đây lãnh hai trái xoài. Có nhiều người vỗ tay phấn khởi lắm. Thưa anh chị em, đấy là mình thấy được là ngay cả cây cối cũng còn sinh hoa kết trái. Thì cái điều quan trọng nữa là tâm hồn của anh chị em chắc chắn từ năm 2017, 18, 19 đến bây giờ đã trải qua 3 mùa phục sinh, 3 mùa tuần thánh. Chúng ta cùng nhau chia sẻ cầu nguyện ở giáo điểm tin mừng. Còn bây giờ thì hoàn cảnh Covid, anh chị em vẫn còn nhiều người vẫn chưa có để tham dự thánh lễ tự do được vì còn giới hạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào tuần thánh, nên anh chị em nào mà không thể đến nhà thờ tham dự được thì mời anh chị em cùng với chúng tôi tham dự tuần thánh trên trang web tinthac.net và trên YouTube tinthac.net cũng như là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác để cùng hiệp thông với nhau và cầu nguyện cho nhau. Như là mình cầu nguyện cho ước gì qua tuần thánh này đến Chủ nhật tới là lễ đại lễ lòng Chúa thương xót, chúng ta có thể nói lên lời Hallelujah tạ ơn Chúa vì cơn đại dịch đã qua và mọi người đã trở lại sinh hoạt bình thường. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Chủ nhật lễ lá. Bài đọc 1 trong sách Isaiah chương 50 câu 4 đến câu 7. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah: Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡi lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi trơ mặt ra như đá, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con cờ muôn lạy Chúa, Ngài đỡ lòng thương bỏ con sao. Thấy con ai cũng chê cười, đều môi buông lời miệng mới. Đó Lạy Chúa, mặt người cứ lo, Ngài có thương dạy ngỡ đi nào. Lạy Chúa, con cờ muôn lạy Chúa, Ngài đỡ lòng chuồng bỏ con xa. Chúng đâm tung cả chân tay, mùa vây như loài thú dữ. Đêm đường quên cả sương say ngấm, cặp mắt đưa hoài ngõ căm thường. Lạy Chúa, con cứ muốn lạy Chúa, Ngài đỡ lòng ruồng bỏ con xa. Bài ca dâng tiếng cùng tan dương ở trong đại hội. Lạy Chúa, con cứ muốn lạy Chúa, Ngài đỡ lòng chuồng bỏ con xa. Hỡi ai tôn kính danh Ngài, nào hãy ca tụng bài đọc 2, bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe, chương 2 câu 6 đến câu 11. Philippe 2:6-11. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu, trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Đó là lời Chúa. Vì chúng ta Đức Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã gieo con người và tặng ban danh hiệu trôi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Marco chương 11 câu 1 đến câu 10. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Mấy ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Betania bên trên núi Ô-liu. Bấy giờ người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn ở đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo: tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và người sẽ gửi lại đây ngay. Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: các anh cởi lừa ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nhìn khung cảnh ở đây, chúng ta thấy cả một rừng lá. Và để được có những rừng lá này thì những anh em thiện nguyện đã phải chặt, tìm cũng hơi vất vả. Ở giữa thành phố mà tìm những rừng lá khó. Tìm xong thì bắt đầu phải đi kết lá, kết làm sao cho nó đẹp. Hỏi anh này con không biết, anh kia con không biết, chị kia con không biết, bảo hồi xưa là mới sơ làm không à, chứ con không có làm. Rồi có một anh thì bí quá, về mới mở Google mà cách kết lá, rồi mới bảo vợ coi, rồi vợ mới kết được mấy cái bông như thế này gắn lên. Thưa anh chị em, thấy một rừng lá như thế này thì anh em tưởng tượng là ngày xưa khi mà Đức Giêsu tiến vào, mà chúng ta nghe bài tin mừng Thánh Marco nói là khi Đức Giêsu đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành lá ngoài đồng mà rải, kẻ trước người sau reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Bắt đầu vào tuần thánh, chúng ta thấy cả một bầu khí rạo rực của những con người mà muốn đón nhận Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và khi người ta đón Chúa với tất cả cái tâm lòng của người ta trải áo xuống, người ta chặt nhành lá, người ta phất, người ta rải xuống đường. Tất cả những cái gì có thể được để mà nói lên tâm lòng của con người đón Thiên Chúa, đón Đức Giêsu đấng nhân danh Chúa mà đến. Xin mở ngoặc là chỉ có câu này chỉ áp dụng cho Chúa Giêsu thôi ạ. Chứ còn nhiều khi trong lễ thơm sức hay trong lễ gì tạ ơn Đức Giám Mục về ghi là đấng nhân danh Chúa mà đến thì sợ rằng nó không có đúng lắm. Chỉ có Đức Giêsu là đấng nhân danh Chúa mà đến, được Thiên Chúa Cha sai đến. Ngài là vua trên các vua, chúa trên các chúa, mà ta vẫn hát thánh thánh thánh. Đó câu này này, ta hát trong mỗi thánh lễ: thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Đấng ngự đến với Thiên Chúa là Đức Giêsu chứ không phải bất cứ một ai nào, bất cứ ai khác. Nhân danh Chúa mà đến thì là chỉ có Đức Giêsu Kitô được Thiên Chúa Cha sai đến. Mà chúng ta nghe ở trong bài đọc hai thư của Thánh Phaolô Tông Đồ nói rằng là Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa đầy quyền năng đấy, ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng mà trút bỏ cái vinh quang đó, trút bỏ tất cả địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà đến vì thương xót con người, vì thương xót con người tội lỗi, cho nên muốn mình sống giữa con người tội lỗi để cứu, để vớt, để thương, để xót những con người tội lỗi đấy, để những người tội lỗi cảm thấy rằng là mình có thể được cứu, vì chính mình thì không thể tự cứu mình được, phải có một đấng. Mà đấng ấy nếu mà đầy vinh quang ngự đến thì con người ta tội lỗi không thể đối diện với vinh quang của Thiên Chúa được, cho nên Ngài trút bỏ cái vinh quang đó đi. Giống như là ông hoàng đến gặp cô bé Lọ Lem ở trong rừng, không mặc áo hoàng tử nữa, mà như là một chàng nông dân đến gặp một cô bé Lọ Lem, thì cô bé Lọ Lem cảm thấy rằng là hoàng tử bình dân như vậy thì mới có thể gặp gỡ được, mới có thể yêu thương được. Như chúng ta là con người tội lỗi thế này, thưa anh chị em, mà một Thiên Chúa đầy quyền năng đến như là Môi-se mà gặp Chúa thì phải che mặt lại, không thể nào đối diện với Thiên Chúa mà còn sống được. Như là ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan, Chúa chỉ cho thấy một tí xíu thôi, vinh quang Chúa một tí xíu thôi mà đã ngây ngất và sụp xuống không biết gì cả. Thì vinh quang của Thiên Chúa mà Ngài tỏ cho con người thì con người không thể đón nhận được. Cũng giống như là anh chị em tưởng tượng anh Đạt hay là cô Hà hay là cô Phụng đây, hay là cô Anh đây này, mà bây giờ mà chẳng may mà mình vào trong xà lim tối om, bị tù, mình bị giam trong ngục tối cả bao nhiêu năm tháng, mà bây giờ mình mở cửa ra, mình được dẫn ra ngoài, ánh sáng nó chói vào mắt mình, có người mở mắt ra thì mù. Mù vì ánh sáng nó mạnh quá. Cho nên là kinh nghiệm là phải nhắm mắt lại rồi mở từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Giống như là nạn đói, chết đói. Chết đói xong rồi tôi bắt đầu chết gì? Chết no. Vì người ta đói quá, cái bữa tử nó bé quá, bao nhiêu ngày tháng rồi ăn tí xíu cầm hơi cầm chừng. Cái khi người ta đưa cơm đến, đói quá mà ăn cho nó đã, ăn mạnh quá, nhanh quá, bao tử nó không kịp nở ra, nó bở tung cái bao tử ra, chết đói, sau đó thì là chết no. Con người ta trước vinh quang của Thiên Chúa thì Chúa thương, Chúa xót con người, Chúa thấy rằng là không thể được, cho nên là trút bỏ hết tất cả vinh quang để mà ở giữa chúng ta như là một người phàm. Hơn nữa, người còn lại hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Bằng lòng chịu chết, vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Thưa anh chị em, nếu mà như thế Chúa không cứu được ai cả. Nếu mà Chúa chết trên cây thập tự như vậy thì Chúa không cứu được ai cả. Điều quan trọng là cái gì? Điều quan trọng là chính vì thế mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, mà để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Vì Đức Giêsu Kitô được tôn vinh là Chúa, và khi mà Ngài ở dưới trần gian này, Ngài tự nhận mình là Thiên Chúa, cho nên người Do Thái tìm giết. Vì một trong những lý do là ông là người phàm mà ông dám xưng mình là Thiên Chúa, trong khi Chúa Giêsu thực sự là Thiên Chúa, nhưng mà trút bỏ cái vinh quang của Thiên Chúa để ở giữa người ta như là một phàm nhân. Và vì thế người ta không thể nhận ra một Thiên Chúa trong hình dạng một phàm nhân được. Muốn nhìn ra một Thiên Chúa thì phải có nhìn bằng đức tin. Phải có nhìn bằng đức tin mới thấy được, thưa anh chị em.
Nói đến đây thì tôi thấy rằng là Chúa đầy vinh quang, Ngài trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận phàm nhân. Còn mình thì là phàm nhân mà cứ giành lấy cái vinh quang, giành lấy địa vị, giành lấy chức tước, giành lấy ngai. Biết bao nhiêu cuộc đảo tránh như ở bên Myanmar chẳng hạn đang xảy ra. Chúng ta thấy bao nhiêu người dân chết mà người ta cứ tranh giành cái vinh quang của thế trần. Vì vinh quang của thế trần mà người ta sẵn sàng, người ta đánh đổi hết tất cả. Và có khi vì vinh quang thế trần vậy mà người ta sẵn sàng hy sinh có biết bao nhiêu là người thường dân vô tội, chấp hết. Cả, có khi cả triệu triệu con người chết người ta cũng không màng. Miễn là người ta được cái vinh quang của thế trần, miễn là người ta ngồi trên cái ngai đó, và trên cái ngai đó là không ai muốn xuống cả. Đúng không? Anh đang ngồi cái ngai kia, anh vóc kia, anh có muốn xuống ngai đâu. Lắc đầu. Ngồi ngai đang ngon mà. Cho nên là khó lắm. Còn anh đặt dưới thì cứ nghiếc nghiếc lên, thì chỉ muốn là lôi anh vóc xuống để anh leo lên thôi. Tôi biết mà. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta là như vậy. Chúng ta là như vậy. Con người mình ai cũng muốn tỏ hiện cái vinh quang, muốn ngồi trên cái vinh quang, muốn được người ta chiêm ngưỡng. Ai cũng vậy thôi. Tôi cũng thế thôi. Tôi cũng thế thôi. Con người mình ai cũng thích được cái danh dự, được vinh quang. Mà Thiên Chúa thì tràn đầy vinh quang, trời đất đầy vinh quang Thiên Chúa, mà Ngài dám trút bỏ cái vinh quang đó. Cứ suy nghĩ vậy thì tôi thấy một Thiên Chúa hết sức là gần gũi với con người. Một Thiên Chúa thay vì là thí dụ như Đức Giáo Hoàng đi, hay là các Tổng thống đi, đúng là nguyên thủ quốc gia đến thì ta đón tiếp thí dụ bằng bao nhiêu phát đại bác, rồi chạy thảm đỏ từ trong ra tới phi trường, rồi tới cửa máy bay, bước xuống là vào thảm đỏ, rồi hai hàng đội binh danh dự đứng chào, bắn bao nhiêu phát đại bác đó, rồi kèn trống rầm 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 hết, đúng với lại nghi thức của một nguyên thủ quốc gia. Đức Giáo Hoàng cũng là một nguyên thủ quốc gia, dù không muốn Ngài cũng phải như vậy. Còn Đức Giêsu, Chúa trên hết các chúa, vua trên hết các vua, mà được người ta đón tiếp không phải là ngồi trên xe. Hình như vừa rồi Đức Hoàng qua Iraq này phải ngồi xe bọc thép phải không? Sợ nó ám sát ấy. Vừa rồi những viên nguyên thủ quốc gia thì ngồi trên những chiếc xe nên là đẹp nhất, sang nhất. Hoặc là Tổng thống Mỹ bây giờ mới thay cái máy bay riêng chuyên cơ dành cho ông, cái máy bay mới toanh, trang bị hệ thống hiện đại nhất chẳng hạn. Còn một Thiên Chúa của chúng ta thì ngồi trên cái gì? Con gì? Ngựa không có mà cưỡi, ngồi trên con lừa, hiền lành, khiêm tốn. Cái hình ảnh một Thiên Chúa hiền lành, khiêm tốn, gần gũi với con người trong ngày lễ lá. Đầy vinh quang mà không, đầy quyền năng mà không, mà giữa con người. Nếu anh chị em mà có dịp nghe bài Thương Khó của Chúa Giêsu, một năm thì ta chỉ được nghe hai lần. Ngày lễ lá thì được nghe bài Thương Khó 5A, 5B, 5C, Thánh Matthew, Marco, Luca, đầy đủ. Cho nên nếu mà đọc thì tôi thường chọn bài đọc dài để mọi người nghe cho đầy đủ. Mà chỉ sợ nó dài quá rồi người ta lại kêu. Còn ngày thứ sáu tuần thánh thì chúng ta nghe bài Thương Khó, nhưng mà chỉ có tin mừng của Thánh Gioan, đầy đủ hết. Mà còn hát hay lắm. Thế thì một năm mình được nghe hai lần. Và khi chị em nếu mà nghe hết bài Thương Khó thì mình thấy rằng là một Thiên Chúa đầy vinh quang đó, đầy quyền năng đó, mà chấp nhận làm con người phàm, rồi để người ta đem đi, người ta giết. Mà người ta đem đi, người ta giết thì trong sách Ngôn Sứ Isaiah nói Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui. Đây, hình ảnh một Thiên Chúa hiền lành khiêm nhường, mà trong bài Thương Khó, một Thiên Chúa bị người ta hành hạ như thế nào. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ hổ. Tại sao tôi có thể làm được chuyện đó? Là vì có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế mà tôi không hổ thẹn.
Vì thế mà tôi trơ mặt ra như đá, vì tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Nhưng anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa, nghe cho rõ đi. Mình là người tôi tớ của Thiên Chúa hay là muốn làm vua của trần gian? Chọn đi, vua của trần gian hay là tôi tớ của Thiên Chúa? Nếu mình chọn vua trần gian thì tất cả những vinh quang của trần gian mình đạt được nó chỉ tạm thời ở đời này thôi. Tất cả những ông vua bây giờ còn ai, còn ngài nữa không? Ngài có chắc mấy, ngài có sang mấy, ngài có đẹp mấy, bây giờ nó cũng tàn theo năm tháng rồi. Còn mình làm tôi tớ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sai đi, được Thiên Chúa mời gọi, được Thiên Chúa lựa chọn để làm gì? Để tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Đó là thực hành lòng thương xót, thể hiện lòng thương xót, lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Họ đang rã rời kiệt sức, có thể là vì Covid này, làm ăn thất bại này, không có công ăn việc làm này, rồi phá sản này, rồi có như thể là những người đang rã rời kiệt sức vì nhiễm virus corona. Có thể là rã rời kiệt sức là vì thất tình, thất nghiệp, đủ mọi thứ. Mình lựa lời mà nói, lựa lời để mà nâng đỡ như ngài. Cho nên thưa anh chị em, khi mình nói, nhớ là phải lựa lời nói để mà nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Người ta đang rã rời, người ta đang kiệt sức, gặp mình nói, không biết lựa lời mà nói, cứ lôi cái tật xấu người ta ra mà chơi, cứ lôi người ta ra mà phê bình chỉ trích, rồi cứ bảo là mới là góp ý xây dựng. Người ta nghe, người ta càng kiệt sức rã rời. Đang rã rời kiệt sức mà gặp mình mà không biết lựa lời mà nói, thay vì nâng đỡ người ta thì cứ lôi khuyết điểm người ta ra mà nói, cứ phê bình, cứ chỉ trích người ta, là người ta đâu có chịu nổi. Có những người không chịu nổi, không chịu nổi. Cho nên là mình làm người ta kiệt sức rã rời luôn. Vì thế mà anh chị em thể hiện lòng thương xót cũng phải biết cách thể hiện. Thương cũng phải biết cách thương. Cha mẹ mà không biết cách thương, có chừng hại con mình, có chừng giết con mình không chừng. Giống như là người bố mẹ bây giờ đó, cứ đa số là con mình nữ 2-3 tuổi là cứ đưa cho nó cái điện thoại di động thôi. Đưa nó cái iPad rồi nó ngồi nó quẹt. Nó không khóc, không phá là mình yên chí, là muốn làm gì mình làm. Mình nghĩ vậy là ngon, là tốt. Mình không ngờ làm cho con mình sau này nó càng ngày nó càng tự kỷ. Sau này nó càng ngày là nó càng không có giao tiếp với ai cả. Đôi khi mắt thì càng ngày càng đeo kính cận về cộng. Rồi cuối cùng nó không nói chuyện với ai cả. Rồi cuối cùng nó đi vào cái tự kỷ. Một là tăng động, hay là tự kỷ im liền, không nói đối thoại với ai. Cho nên mình thương mà không biết cách thương, chết. Còn Chúa của chúng ta, Ngài thương mà Ngài biết cách thương, làm cho con người được phát triển, được lớn lên, để nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Vì thế mà anh chị em nói cẩn thận hết sức lời nói của mình. Nhiều khi mình nói là góp ý, nhưng mà thật sự cái góp ý của mình hại người ta hơn là mình nâng đỡ người ta. Cái góp ý của mình làm cho người ta bị điên đầu, bị cho người ta cảm thấy bối rối, cảm thấy hoang mang, còn không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả. Lựa lời để nâng đỡ, chứ không phải là để mà làm cho người ta thêm rã rời kiệt sức. Nâng đỡ ai rã rời kiệt sức? Sáng sáng người đánh thức tôi, người đánh thức tôi để tôi lắng nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng mở tay tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Chúa mở tay anh chị em ra để nghe lời của Chúa. Đồng chúng mời gọi anh chị em đi vào con đường lòng thương xót. Mà nhớ, anh còn kiên trì đi vào con đường lòng thương xót không? Thưa cha, cái này con làm ăn bận quá. Chị còn kiên trì đi vào con đường lòng thương xót không? Cha, con đi vào đó thấy khá mệt quá. Ở nhà chơi sướng hơn đi. Người này nói này, người nói nói nọ, người nói nói kia. Sao em, cái này sao em sao rồi? Thưa cha, con chắc con nghỉ cha. Sao vậy? Chúa, tôi đi đó nó phức tạp lắm, nó lắm ý kiến, ý cỏ lắm, vân vân và vân vân. Ngày xưa con sống có mình, bây giờ con đi vào con thấy nó khó. Không ai lên trời một mình được mà. Không ai có thể tự mình cứu độ mình được mà. Thiên Chúa cứu độ hết tất cả mọi người và mời gọi mọi người đi vào cái con đường đó. Cho nên là phải chấp nhận như thế này này. Nghe đây. Chấp nhận như thế này, đừng có nhìn thấy cờ quạt phất lung tung như thế này, đừng thấy người ta phất cờ hân hoan đứng cho chúng mà đến. Nhớ rằng những cái người này, chúng ta đi tiếp trong tuần thánh, sẽ thấy là tới ngày thứ
sáu tuần thánh thì sẽ nghe là thay vì chúc tụng đứng như đền Chúa mà đến thì là đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Vì thế đi vào con đường lòng thương Chúa cũng như thế. Lúc mình cảm thấy phấn khởi, được người ta tung hô, đã đón tiếp mọi người đoàn kết với nhau, yêu thương nhau, hồi phấn khởi, nhưng sẽ đến lúc vào ngày thứ sáu tuần thánh, đóng đinh nó vào thập giá. Tôi đưa lưng cho người ta đánh đòn, tôi dơ má cho người ta giật râu, tôi không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi không hổ thẹn. Tôi trơ mặt ra như đá, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Dám không? Dám trơ mặt ra như đá. Bây giờ anh em chúng tôi thì chắc là trai lắm rồi, mười mấy năm rồi, lên voi xuống chó đủ hết rồi, mười lăm mấy năm lên đèo lội suối đủ hết con đường lòng thương xót Chúa, đủ cách, đủ kiểu, đủ nơi, đủ chỗ. Và người ta đối xử thì cũng có vinh quang, nhục nhã, tủi hờn, rồi bị loại trừ, bị dơ má, giật râu, rồi mắng nhiếc, phỉ nhổ. Nhưng anh em chúng tôi nói với nhau rằng không hổ thẹn, trơ mặt ra như đá. Vì mình biết rằng mình không hổ thẹn, vì có Chúa nâng đỡ mình. Vì Chúa đã nói rằng là những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ đã đi của họ là giờ đã đi trong vinh quang, giờ đã đi trong bình an. Thì anh chị em mình đi vào con đường đó, con đường lòng thương xót Chúa là con đường khổ nạn, con đường mà có lúc người ta tung hô như ngày hôm nay lễ lá, mà có lúc người ta sẽ đóng đinh mình vào thập giá. Nhưng cuối cùng, cái quan trọng là cái trận chung kết. Trận chung kết mà mình được Chúa nói rằng ngay hôm nay ta cho ngươi ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa, là người loan truyền lòng thương xót Chúa thì giờ ra đi là giờ ra đi trong bình an. Ra đi trong bình an là đó đó, là ngay hôm nay ta cho ngươi ở trên thiên đàng với ta. Mà muốn ra đi trong bình an như vậy thì phải chấp nhận là dơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, đưa lưng cho người ta đánh đòn. Thế sao mà đi vào con đường này nó khổ thế cha? Tại sao mà đi vào con đường này nó nhức đầu, nó phức tạp với cha? Tôi quen rồi. Mà có như vậy thì mới biết là mình đi đúng đường. Chúa nói vậy là con đi đúng đường. Còn nếu mà con đi vào con đường mà người ta lúc nào cũng tung hô, lúc nào cũng cầm cái lá này tung hô, tung hô, tung hô, tung hô, coi chừng là con đường của ma quỷ. Con đường mà đi đến hư mất, con đường mà bằng phẳng rộng rãi, con đường mà bị người ta mắng nhiếc, người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, con đường đó làm cho ta gần Chúa hơn, gắn bó với Chúa hơn, và chắc chắn con đường ấy sẽ đưa ta đến vinh quang. Amen. Theo Chúa cập nhanh ta miền hô vang, chúng tùng tổ phụ ta huy hùng, tôn vinh đức ngự đến uy dũng, vinh danh trên chín tầng trời. Sống đúng, sống đẹp. Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 2021.
Sống đúng, sống đẹp. Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 2021. Cây thánh giá. Đôi đũa. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Hôm nay là ngày cuối cùng trong 40 ngày thuộc vào tháng tĩnh tâm chay. Anh chị em đã cùng với chúng tôi đi vào hoang địa, như Đức Giêsu được Chúa Thánh Thần đưa vào trong hoang địa để ăn chay cầu nguyện. Chúng ta cũng đã được Chúa đưa vào trong hoang địa cuộc đời của mỗi người. Hoang địa ấy có thể là trong khung cảnh một tu viện, trong khung cảnh một giáo xứ, nhà xứ, trong khung cảnh một văn phòng, trong khung cảnh một gia đình, có khi trong một bệnh viện, hay có khi trong một trại giam, hoặc là trong một phòng trọ, một căn gác nhỏ, hay là trong một căn phòng chỉ có mình với mình và mình với Chúa. 40 ngày tạ ơn Chúa đã được anh chị em các nơi ở Việt Nam cũng như hải ngoại cùng tham gia, cùng cầu nguyện. Trong đó chúng tôi rất xúc động khi biết các đấng bậc cũng quan tâm theo dõi để hiệp thông và cầu nguyện, đồng thời dạy dỗ nếu chúng còn có gì thiếu sót, có gì cần phải điều chỉnh, xin các đấng bậc cũng thương giúp chúng con. Nếu có thiếu sót thì xin tha thứ và dạy dỗ chúng con thêm để chúng con tiếp tục hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa trên đất nước Việt Nam cũng như khắp nơi mà Chúa muốn chúng con. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng bắt đầu cầu nguyện để tạ ơn Chúa. Từ thứ tư lễ cho 17 tháng 2 đến ngày hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 3, vừa đúng 40 ngày. 40 ngày hồng ân, 40 ngày được sống gắn bó, kết hợp mật thiết với Chúa trong Chúa Thánh Thần. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Cảm ơn mẹ Maria vẫn đồng hành với chúng con trong suốt 40 ngày chay thánh. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Và Thánh cả Giuse trong năm đặc biệt, Kinh Thánh Giuse cũng luôn đồng hành với chúng con trong âm thầm, trong hy sinh, trong biết bao nhiêu những du xe của ngày hôm nay đang dấn thân trên bước đường phục vụ đời sống gia đình. Nguyện xin thanh cá du xe quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên thiên đàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn. Mến chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau chủ đề là đôi đũa. Như chúng ta đã nói với nhau về con búp bê, về cục đất sét, về chú người gỗ, về cô bé lọ lem, về chiếc gương, về chiếc quan tài, về cái ghế, về cái mặt nạ, về cái nón, về cục đá, về đôi dép. Hôm nay chúng ta kết thúc bằng đôi đũa. Và đỉnh cao đó là cây thập giá. Chúng ta, anh chị em nhìn lên trên mặt bàn đây. Đây là chỉ là một vài trong vô số những kiểu hình thập giá, thánh giá. Có hình thánh giá, có Chúa, có không, và màu sắc đủ cỡ, đủ kiểu hết. Nhìn đẹp không? Vui mắt không?
anh chị em thích loại nào? Người thì thích loại này, người thích này, người thích này, người thích kia. Có người mà đầu óc nghệ thuật thì coi cái nào nó có vẻ nghệ thuật bảo con thích này, nhìn nó hay hay. Có người thì chân phương thì bảo là con thích cái thánh giá này, nó là chân phương truyền thống. Có người thì thích cái thánh giá kiểu này, rồi có người thích cây thánh giá trừ quỷ, rồi có người thích cây thánh giá vàng, người thánh giá bạc, người thánh giá đồng, người thánh giá kim cương, vân vân. Còn hôm nay có một cây thánh giá mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày, mình không biết rằng đó là cây thánh giá, thưa đó là đôi đũa. Đôi đũa đối với người Việt Nam có lẽ là độc đáo nhất. Đi ăn cái gì mà ăn bằng xiên, bằng dao, bằng thìa, lóng nga lóng ngóng, lộng ngà lộng ngọc. Nhất là những người mà sang định cư ở bên Mỹ hay là mấy nước Âu Châu, phải dùng dao, dùng xiên, dùng thìa, nó vất vả quá. Chúng tôi cứ có đôi đũa là tiện nhất, gặp cái món nào cũng chơi được hết. Tôi thì thuận tay trái cho nên là gắp đũa bằng tay trái, còn những người đa số thì ở bên tay phải. Đôi đũa này anh chị em sử dụng, hôm nay muốn cùng với anh chị em chúng ta suy gẫm từ đôi đũa đời thường đến cây thập giá. Đây là đôi đũa, đây cũng là đôi đũa mà gọi là đũa cả. Nếu anh chị em để ý, người Bắc gọi là đũa cả, tức là đũa để xới cơm, còn đũa này đũa để ăn cơm. Còn sau đó thì bảo vệ sinh ăn đũa hai đầu, tức là khi mình ăn cho mình thì gắp đầu này, còn mà gắp thức ăn chung thì gắp đầu ngược lại để nó giữ vệ sinh, đúng không ạ? Cũng vệ sinh lắm chứ đâu có phải không. Trong ngày Chúa Giêsu chịu chết, ngày thứ sáu tuần thánh tới đây, ngày mà anh chị em bắt đầu khai mạc tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh cho đến ngày Chúa Nhật thứ hai sau phục sinh, tức là lễ đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Trong ngày Chúa Giêsu chết thứ sáu tuần thánh của người Công giáo, một hình dáng xù xì khẳng khiu vươn cao lên, xòe rộng ra và bao phủ lấy mỗi một người chúng ta, đó là cây thánh giá của Chúa Giêsu. Cây thập giá, đây cứ gọi như là cây thập giá đi, có một cây dọc và cây ngang. Cây thập giá và cây thánh giá. Cây thập giá, cây thánh giá khác nhau một trời một vực. Cây thập giá là do lòng hận thù của con người nghĩ ra. Cây thánh giá là do sáng kiến cứu chuộc của tình yêu vô bổ bến từ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với loài người. Đỉnh cao thập giá là đỉnh cao của lòng Chúa thương xót. Cây thập giá là hai miếng gỗ này, là tại vì đũa thì vót cho nó nhọn sạch sẽ, chứ còn đúng cây thập giá là hai miếng gỗ gồ ghề nặng nề trần trụi bắt chéo vào nhau như là hình chữ thập, dùng làm hình khổ rùng rợn để giết người một cách dã man. Việt Nam mình sau này thì có cái máy chém, đi đến đâu thì đưa cái đầu vô đứt đầu, nhưng mà thấy vẫn còn dã man quá thì bây giờ người ta đâu một pháp trường bắn. Bắn thì một tiểu đội 12 người, trong 12 cây súng đó thì có một cây súng thật và 11 cây súng là đạn giả. Phạm nhân tử tội đưa ra pháp trường cát, đằng sau là cát mà, đứng trước cái bãi cát. Rồi 12 người một tiểu đội thi hành án cùng lấy nhắm, nhưng mà trong 12 người đó không biết ai là súng thật, ai là đạn thật, ai là đạn giả. Súng thật nhưng mà đạn thì không biết. Vào đầu viên tiểu đội trưởng đưa cái súng bắn pùng ra hiệu phát bắn. 12 khẩu súng cùng nã vào người đó, mà chỉ có một khẩu là đạn thật nhưng mà không biết của ai, để cái người thi hành án họ đỡ bị mặc cảm là họ là người giết người. Rồi nếu sau một loạt súng đó mà tử tội chưa chết thì người tiểu đội trưởng thi hành án đến gọi là cho phát súng ân huệ để họ chết ngay, không có dễ dụa. Còn chúng ta thấy Đức Giêsu và các tử tội mà bị treo trên thập giá này bao nhiêu mấy tiếng, có khi cả 3 tiếng đồng hồ,
Chúa Giêsu là từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Máy chém đưa vô, ra hiệu một phát thả sợi dây, nguyên một tảng khối nặng với lại cái dao sắt hạ xuống, đứt ngọt. Rồi bây giờ người ta bảo như vậy vẫn còn ác quá, mới tới là trích thuốc độc cho tử hư tội, nằm vô trong cái băng ca, cột chân tay lại, thò cái tay ra ngoài thôi, phòng kín mít. Ở bên ngoài bác sĩ chỉ thấy cái tay thôi, trích, trích, hoặc là dí điện, xong là ghế điện, xong rồi mới trích thuốc độc. Ghế điện cột hết vào, dí một cái điện bao nhiêu ngàn vòn nó mạnh, chỉ trong một tích tắc thì người đó chết. Tức là người ta cố tình làm cho chết nhanh, cho đỡ đau khổ. Còn đây họ kéo dài cái hình khổ, có khi mãi mà chưa chết. Đến ngày lễ vượt qua, sắp đến ngày lễ vượt qua, chúng ta đọc kinh thánh, để lại thì sợ rằng là không được, cho nên là phải coi con chết chưa. Thì nếu mà chưa chết thì đến đánh dập ống xương chân để cho chết nhanh. Dập ống xương chân tức là không có thế mà nó giữ vào nữa, không có thế giữ vào cái trụ chân, không giữ vào đây được. Nhưng chân không giữ vào đây được thì không có hít lên để mà thở được, mà không hít lên để thở thì là thiếu không khí, là virus corona, không thở được là hạ xuống là chết. Vì khi mà họ muốn thở thì họ lấy cái chân họ trụ vào cái đinh ở dưới hai chân này để hít, mà nó nặng quá lại thả xuống, cứ hít thở, hít thở, mỗi lần như vậy thì nó đau chân nhưng mà thở được vì thì sinh tồn mà. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái trụ nó không còn nữa, đánh dập ống chân là gãy, không còn trụ vào cái gì nữa thì xác nó cứ rũ xuống rồi ngộp thở mà chết. Không một cái xương nào của Đức Giêsu bị đánh dập gãy vì lý do là Ngài đã chết rồi. Chúng ta thấy những cái cây thập giá nó như vậy, mà Đức Giêsu vác cái cây thập giá ấy cách đây hơn 2000 năm lên núi Sọ và trong anh chết vào đó. Lạ lùng thay anh chị em mình thấy rằng là kể từ ngày mà Chúa Giêsu chịu giang tay trên cây thập giá như vậy thì cây thập giá này trở thành cây thánh giá huy hoàng, rực rỡ và cao trọng. Đây là một hiện tượng lạ lùng nhất trên trần gian này. Anh chị em có tìm thấy một tử tội nào sau khi chết mà được tôn vinh như thế này hay không? Có thấy không? Không hề. Không thể cắt nghĩa được bằng con mắt thường, mà phải bằng con mắt đức tin. Bằng con mắt đức tin. Trước thì cây thập giá nó quá đen tối, quá kinh tởm, quá hãi hùng, mà nay thì cây thánh giá sáng chói, vinh quang. Trước thì cây thập giá có mặt ở nơi tử địa, nơi pháp trường, nơi chỗ đê hèn nhục nhã, mà nay thì cây thánh giá chúng ta thấy là có mặt ở khắp nơi, được đặt vào nơi trang trọng nhất, ở đỉnh cao nhất trên đỉnh núi, hoặc là sâu thẳm nhất dưới lòng biển. Trước thì cây thập giá bị chối từ, mọi người sợ hãi nó, còn bây giờ cây thánh giá được mang, có những người đeo nó nơi ngực, có những người đeo nó ở cổ, có người thì đeo ở cạnh tay, có người thì đeo ở tai, và luôn luôn là có sự trân trọng. Đi đến đâu thì được hôn kính, nhất là trong ngày thứ sáu tuần thánh, khi mà nghi thức mở khăn rồi tôn vinh thánh giá. Nếu mà không bị Covid thì mọi người xếp hàng trong nhà thờ đến để mà bái thờ hôn kính thánh giá một cách trân trọng nhất. Người ngoài người ta có thể tưởng tượng được không? Không thể tưởng tượng được. Sao người Công giáo lại đi tôn thờ một cái ông mà bị treo trên thập giá như thế này, trần trụi như thế này? Đây mà là Thiên Chúa, đây mà là Cứu Chúa, đây mà là đấng đầy lòng thương xót à? Anh chị em thấy không thể nào họ có thể tưởng tượng được. Nếu cây thập giá mà không có Chúa Giêsu, nó có nghĩa gì không? Không nghĩa gì cả. Cho dù nó có làm bằng vàng, cho dù nó có bằng một khối kim cương đi nữa, không có nghĩa lý gì hết, không có giá trị gì cả. Có chăng là giá trị về mặt vật chất với thế gian mà thôi.
Còn cây thánh giá có vì có Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, vì quá yêu thương nhân loại. Thiên Chúa Cha yêu thương nhân loại đến nỗi mà sai con một của mình xuống trần gian chết, mà chết bằng cách nào? Chết bằng cách ô nhục nhất trên thập giá, để đền thay tất cả tội lỗi của nhân loại. Và để những ai nhìn lên cây thập giá, tin vào đấng chịu treo trên thập giá thì được cứu và được sống đời đời. Cho nên chúng ta nhìn lên cây thánh giá Chúa Giêsu. Hôm nay kết thúc 40 ngày tĩnh tâm, mà nếu chúng ta không gặp được đấng ở trên cây thập giá này thì 40 ngày ấy hóa ra vô ích hết. 40 ngày tĩnh tâm chúng ta xoay tất cả quanh chủ đề là Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mà đỉnh cao nhất của lòng thương xót là cây thập giá. Và anh chị em thấy hình ảnh 3 giờ chiều mỗi ngày chúng ta vẫn ngước nhìn lên thánh giá Chúa, và Chúa Giêsu nói với Faustina là mỗi 3 giờ chiều nghe đồng hồ điểm, con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót ta, hãy dành lấy một vài phút để mà tưởng niệm cuộc thương khó của ta, và ta trao cho con một cái bình, đó là bình tín thác với chuỗi lòng thương xót. Mỗi 3 giờ chiều cái bình ơn phúc có mở ra, lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu thì ân phúc ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Cho nên anh chị em ngày hôm nay, khi mà chúng ta lần chuỗi lòng thương xót 3 giờ chiều, ngước nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, ngước nhìn lên tấm ảnh trong thương xót Chúa, để mình cảm nhận được rằng là trên cây thập giá này Chúa Giêsu đã nếm chịu muôn vàn đau khổ ê chề. Nếu trong cuộc đời anh chị em có những đau khổ về thể xác, đau khổ về tinh thần, những người đang bị Covid, những người đang bị thất bại, thất tình, thất nghiệp, thì ngước nhìn lên thập giá để mà thấy rằng là Chúa của chúng ta dẫu là Thiên Chúa đầy quyền năng, đầy vinh quang, nhưng mà trút bỏ tất cả vinh quang quyền năng ấy mà mặc lấy thân xác của một người phàm, sống như là một người ở giữa chúng ta ngoại trừ tội lỗi, nhưng mà lại chết như kẻ tội lỗi. Đây là hình phạt dành cho những tử tù. Ai là tử tù? Khi nào thì kết án tử? Khi đó phạm tội rất nặng đúng không? Hoặc là cướp của, hoặc là giết người, hoặc là thế này thế khác thì mới gọi là bị tử hình chứ. Mà Đức Giêsu không có tội mà bị chết như là một kẻ đại gian đại ác, như là một tử tội. Thì mình mới thấy rằng là ngày hôm nay nếu anh chị em và các bạn đang gặp những đau khổ về thể xác, đau khổ bên ngoài, thì hãy nhìn lên Chúa. Chúa của chúng ta cũng như thế. Mà Kinh Thánh rằng nói rằng chúng ta có một đấng là Thiên Chúa mà phải dãi dầu thử thách, học cho biết thế nào là vâng phục và vâng phục đến chết. Cho nên đấng ấy đã trải qua đau khổ, trải qua thử thách và gánh lấy hết đau khổ bệnh tật của chúng ta trên cây thập giá này rồi. Cho nên nếu có đau khổ bên ngoài thì ta thấy mình đã bị như Chúa chưa? Bị lột hết quần áo ra, không một mảnh vải che thân chưa? Nếu mình đau khổ thể xác thì mình nhìn lên Chúa Giêsu từ đỉnh đầu đến bàn chân, có chỗ nào mà không hề trầy chuộng, không hề rách nát? Mà nếu mà anh chị em những ngày này mà coi lại bộ phim gì đó, Cuộc Khổ Nạn Của Chúa đó, 12 giờ, 3 giờ đó, những cái lúc mà hình ảnh mà nhân vật chính mà đóng vai Chúa Giêsu bị đánh đòn, chúng ta thấy không còn một chỗ nào lành lặn trên mình. Thì những cái đau khổ bên ngoài, đau khổ thể xác của anh chị em ngày hôm nay, hãy biết rằng có Chúa đã và ngày hôm nay Chúa cũng đang đồng hành với chúng ta trong những đau khổ về thể xác, trong những cái đau khổ về bên ngoài rách nát rồi te tua tàn tạ tả tơi. Và quả có em mãi đến một hai sáng nó còn không ngủ được. Sao không ngủ được? Vì con buồn quá. Sao vậy? Vì người ta nói xấu, nó hành con quá. Rồi các em khác thì gọi cha con không ngủ được. Không ngủ được vì sao? Vì con thấy em của con nó hư, con sợ, con lo quá, con không ngủ được. Rồi đưa người khác bà mẹ, thế cha con không ngủ được. Sao vậy? Vì con gái của con nó hư quá, vì nó bỏ nhà nó ra đi rồi. Đủ mọi thứ. Mà những cái đêm về cứ thao thức đêm này không biết là bao.
cái đau khổ nơi bản thân mình, rồi đau khổ nơi những người thân yêu của mình, nó làm cho mình mất ăn, mất ngủ. Thì mình thấy rằng là Đức Giêsu đã trải qua cái đau khổ đó. Trong cái đêm mà Ngài nói rằng là linh hồn Thầy buồn đến chết được, cái đêm trong vườn cây dầu, đây là hình ảnh mà Chúa Giêsu đang cầu nguyện trong vườn cây dầu đây. Đây cũng là cây thập giá đấy thưa anh chị em. Đó, một Thiên Chúa trong vườn cây dầu cầu nguyện linh hồn Thầy buồn đến chết được. Anh chị em mình có những cái nỗi buồn, gọi là buồn tê tái, buồn da diết, buồn là không còn cái nỗi nào buồn hơn. Mà thường ai cũng bảo rằng là cái buồn của tôi là buồn nhất, ai cũng giành độc quyền buồn, phải không? Bảo thôi bớt buồn đi, không, thôi đừng buồn nữa, không, không chịu được, nhục lắm, đau khổ lắm, tủi thân lắm, người ta nói hành nói xấu tôi, người ta bóc lột tôi, người ta đủ thứ. Chúa Giêsu của chúng ta buồn đến chết được, mà không có la lối ầm lên, không có kêu ca gì cả, nhưng mà lạy Cha xin cất chén đắng này cho khỏi con, nhưng đừng theo ý con. Cái chén đắng đó là gì? Chén đắng đó chính là cây thập giá đây. Chén đắng chính là Ngài nhìn lên thấy cái thập giá Ngài sẽ phải vác lấy, phải chịu lấy cái đau đớn, cái nhục nhã về mặt tâm hồn. Thấy rằng tội lỗi con người ta càng ngày càng nhiều, mà xúc phạm đến một Thiên Chúa là Cha đầy tình thương. Thấy rằng người ta phản bội Thiên Chúa, thế rằng Ngài đi thi ân giáng phúc bao nhiêu thì bây giờ người ta sắp sửa người ta phản bội bấy nhiêu. Thế rằng tất cả những cái hy sinh của mình dường như là công cốc. Thế rằng tất cả những phép lạ mình làm để tỏ cho người ta thấy quyền năng của Thiên Chúa thì người ta đi thờ bụt thần, người ta đi thờ bò vàng, người ta đi chạy theo quyền năng của con người chứ không phải quyền năng của Thiên Chúa. Quyền hành chứ không phải quyền năng. Thiên Chúa đứng đầy quyền năng, còn con người thì quyền hành, là quyền để mà hành con người. Rồi quyền lợi, có quyền thì kiếm lợi, có quyền thì hành, rồi có quyền thì muốn làm gì thì làm. Một Thiên Chúa vâng lời cho đến chết, trong khi một con người thì ngày hôm nay chỉ tranh giành quyền lợi, xong rồi tức quyền lực. Có quyền thì muốn bóp ai thì bóp, nói trắng thì ra trắng mà bỏ đen thì bỏ đen, quyền lực. Thế thì nhìn thấy ngay cả những người thân yêu mình nhất, người thân yêu mình nhất là các môn đệ, các đệ tử thân thương nhất trong 12 tên, lấy tên 3 tên nữa ra để mà lên vườn cây dầu cầu nguyện, nó cũng cứ ngủ khò khò, nó chẳng biết gì cả. Rồi một tên thì bán bằng một cái nụ hôn, người thì chối, một người thề sống thì chết thì chối, rồi người khác thì, các người khác thì bỏ chạy hết. Chúa Giêsu thấy rõ, ngụp lặn trong đau khổ. Chúa Giêsu trên cây thánh giá vẫn tỏ ra vô cùng nhẫn nhục, đầy lòng tha thứ, và lúc nào cũng chỉ muốn làm trọn ý của Cha, với trọn niềm tín thác. Cuối cùng dẫu cho trên cây thập giá mà thấy cái sự cô đơn đến mức độ mà Thiên Chúa cũng bỏ Thiên Chúa, đó là lạy Cha, sao Cha bỏ con. Dẫu vậy đi nữa thì vẫn chọn niềm tín thác và nói câu cuối cùng là lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Tín thác tuyệt đối, phó thác hồn con trong tay Cha. Thưa anh chị em, trên cây thập giá Chúa Giêsu đứng vô tội đã bị vu cáo. Anh em có bị vu cáo không? Có không? Có. Mà mình có tội không? Có. Vậy còn oan ức gì mà khóc với lóc mà kêu với ca, không tội này thì tội kia, mà con không có tội này mà nó vui cho con tội này, nhưng mà con có tội khác nó không vui cho con thì sao? Sao mà không nói kể cái đó ra? Bảo không, em chị vu cáo em lấy, còn em lấy 100 hay không có lấy 100, chị cứ nói vậy, không phải em lấy 100. Vậy chứ sao? Lấy có 10 triệu à? Sao không nói đi? Hơi bị người ta vu cáo là mình chịu không nổi, là mình nổi máu lên, là mình muốn ăn miếng trả miếng, là mình muốn là mắt đền mắt, răng đền răng liền, là đứng công chính nhưng đã bị kết án. Mình có bị kết án không? Có. Mình có công chính không? Không. Ai là công chính đâu giơ tay?
ai là người mà chưa từng phạm tội đâu giơ tay. Vậy thì mình bị người ta kết án mà. À, Chúa còn bị mà. Chúa còn không có tội tình gì còn bị mà. Rồi là đứng vô cùng thánh thiện nhưng bị đầy ải. Mình có bị đầy ải không? Có. Mình có thánh thiện không? Lại không. Đây là vua trời đất nhưng bị hành hạ, nhục nhã, bị đóng đinh chết tất tưởi. Mình có bị người ta hành hạ không? Có. Mình có chịu nhục nhã không? Có. Mình có là vua trời đất không? Mình có là ông hoàng không? Có là bà chúa không? Mình chỉ là cái gì thôi? Thường nhân thôi mà. Trời ơi, thường nhân còn đỡ là tội nhân. Như Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta là tội nhân hết tất cả mà. Thì bị tí có sao đâu nào. Là con Thiên Chúa toàn năng nhưng bị thóa mạ, bị giày đạp, bị từ chối. Mình có bị người ta từ chối không? Có bị thóa mạ không? Có bị giày đạp không? Nhưng mình có là vua trời đất không? Không, mình chỉ là công nhân, nhưng mà công nhân thôi mà. Mình chỉ là người phàm thôi mà. Sao vậy? Mà tưởng mình là gì vậy? Quá. Là ánh sáng nhưng đã bị tối tăm vây phủ. Mình có bị tối tăm vây phủ không? Có, nhưng mà mình có là ánh sáng không? Tắt từ lúc nào rồi? Cái nến lúc mà lãnh nhận bí tích rửa tội và hỏi có ai còn sáng không? Ủa, nến ta đâu rồi ta? Biết đâu luôn rồi chứ đừng có nói. Thưa anh chị em, là đứng vô cùng cao sang nhưng bị trần chuồng nhuốc hổ treo mình trên hai miếng gỗ. Mình đã bị ai luật trần luật chuồng ra chưa? Chưa. Nhưng mà bị người ta sỉ nhục thì có. Mà mình có phải là đứng vô cùng cao sang không? Có sang chảnh thì có. Sang thì không thấy sang mà toàn thấy chảnh, tôi gọi là sang chảnh. Tưởng mình là ngon. Thưa anh chị em, là sự sống nhưng đã phải chút hơi thở cuối cùng, là sự chết nhưng cũng là sự sống lại. Còn chúng ta là loài chết mà. Covid nó qua đi, có những người thoát khỏi Covid. Có những người thoát khỏi Covid rồi. Đáng lẽ là mình chết rồi, nhưng mà mình được Chúa cứu sống. Đôi khi mình lại không nghĩ rằng đó là ơn của Chúa. Mình được cứu sống chứ đâu phải mình là sự sống. Mà mình không nghĩ rằng đó là ơn Chúa ban. Mình nghĩ là hay không bằng hên, nó còn nói câu đó. Hoặc là do hên thôi, không có hay, không có hên. Chẳng hay mà cũng chẳng hên, mà tất cả là hồng ân. Phải nói rõ sắc tín như vậy. Vì đó có thuốc nào chữa được đâu. Thế không ạ? Ngay cả ngừa kia mà cũng còn chưa chắc ăn mà. Chưa có gì chắc chắn cả. Mà Covid đã hết đâu. Mới trong có 6 nữ tu trong một cộng đoàn 32 người ở Colombia đó. Cộng đoàn 32 người thì có 6 bị nhiễm hết. Trong đó 6 người đã chết rồi. Còn biết bao nhiêu giám mục, linh mục, tu sĩ cũng chết, cũng bệnh, cũng đau. Rồi ông hoàng, bà chúa, tổng thống, thủ tướng gì dính hết. Đâu có tha ai đâu. Mà họ thoát được chẳng phải là nhờ họ có thuốc men gì, chẳng phải bác sĩ tài giỏi gì. Bác sĩ còn chết nhiều hơn nữa. Bác sĩ còn chết nhiều hơn nữa. Thế thì mình phải thấy rằng là đó là hồng ân Chúa ban cho mình, hồng ân sự sống Chúa ban cho mình. Mà cúi đầu xuống, giang tay lên lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa, cảm ơn lòng thương xót Chúa đã thương xót con. Nếu mà Chúa cất con về lúc này, liệu con đang mang trong mình những mầm mống tội lỗi đây? Đang trong mình đầy sự ghen tức, ghen tị đây, tham lam ích kỷ, và nhất là tội kiêu ngạo, kiêu căng, không nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, thì liệu con đi về đâu? Liệu con đi về đâu? Đó mới là cái điều mà mình phải suy nghĩ. Chúa cất con đi lúc này, con đi về đâu đây? Vì trong tâm hồn con cứ nghĩ rằng là do tài năng, do tài khéo, do sức lực, khả năng của con, Chúa cho con không còn ngửi thấy mùi nữa mà con không biết à? Chúa cho con không còn nếm thấy cái gì nữa mà con không thấy? Đó là cái sự cảnh cáo của Chúa à? Chúa cho con thấy hơi thở của con nó thoi thóp, cho nên là không có máy trợ thở là người ta chết. Chúa Giêsu lúc mà đó mà có máy trợ thở chắc cũng sống đấy. Thí dụ như thế. Nhưng mà ăn thua gì máy trợ thở nó không có điện thì cũng vứt đi. Thế không? Không có nghĩa là gì cả. Mà máy trợ thở làm sao mà cả tỷ con người này, một cả tỷ máy trợ thở đâu ra? Thế thì ngay cả cái hơi thở mình đang có đây,
mà không cần máy trợ thở thì mình biết rằng có cái nguồn máy nó còn khủng khiếp cỡ nào, to lớn cỡ nào. Máy trợ thở chỉ có người dùng, tôi dùng thì anh không dùng. Một anh sống, hai tôi sống. Thế thôi. Còn đây, cái máy trợ thở là cả một cái nguồn của đấng đầy quyền năng nhiều lòng thương xót. Cho nên mỗi lần mình hít vào, lại Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Hít vào, thở ra. Mỗi lần mình hít vào, thở ra, anh chị em có thấy đó là ân sủng Chúa ban hay không? Mà những người Covid bây giờ họ không thể hít vào thở ra được. Và những người treo trên thập giá này nè, họ cũng không thể hít vào thở ra được nữa thì họ chết. Suy nghĩ như vậy để ngày hôm nay anh chị em nhìn vào cây thập giá Chúa, mình tĩnh tâm mình suy nghĩ lại. Đôi khi chúng ta, cây thập giá có cây ngang cây dọc đúng không ạ? Đôi khi chúng ta, nãy giờ tôi đang nói đó, mình cứ nhìn cây ngang không? Khả năng của tôi, sức lực của tôi, hay hên của tôi thoát Covid. Thấy chưa? Tôi khéo xoay sở cho nên tôi có công ăn việc làm. Tôi khéo tính toán cho nên là tôi mới có đầy đủ nhà cửa, ruộng vườn đất đai. Tôi và tôi, bàn tay ta làm nên tất cả. Chúng ta thấy chỉ có cây ngang này thôi, một thế giới vô thần, một thế giới mà người ta không cần hướng lên, không cần biết Thượng Đế là ai cả, không cần biết Thiên Chúa là ai cả. Một thế giới mà người ta cũng chẳng biết là chết rồi người ta đi về đâu, không hướng lên mà cũng chẳng nhìn xuống dưới, không biết cái cội nguồn của mình và không biết cùng đích của mình. Có người ta sống lơ lửng, chẳng thấy không? Sống lơ lửng như là những vật thể nó ở ngoài sức hút của trái đất. Anh chị em biết là sức hút của trái đất có lực hút cho nên mình mới đứng vững được, không thì đứng ngã hết. Nhưng mà bay xa ra khỏi lực hút của trái đất thì tất cả vật thể này nó không còn giữ được cân bằng nữa, nó sẽ lơ lửng này hết, lơ lửng chẳng biết đi về đâu, mà chẳng không rớt xuống mà không đi lên được. Chúng ta không có Thiên Chúa, cứ như là kẻ sống ở ngoài lực hút của trái đất. Lực hút của trái đất là lòng thương xót Chúa hút mình vào, mình bỏ, không cần. Cho nên làm neo này, làm mộc này, làm cơ khí này, rồi kinh doanh địa ốc này, kinh doanh khách hàng, nhà hàng, khách sạn. Bây giờ chúng ta thấy tất cả những cái đó, Chúa chỉ nhích một tí thôi, cái con Covid vô hình thôi là toang hết. Bao nhiêu công ty lớn nhất thế giới đứng hình hết, bao nhiêu tổ chức thế giới câm lặng hết, bao nhiêu binh hùng tướng mạnh chả làm được cái gì. Bây giờ các nước, các cường quốc đua nhau chạy đua vũ trang, đua nhau làm tên lửa, rồi vũ khí hạt nhân, đe dọa nhau đủ thứ. Bìa cả cái kho vũ khí hạt nhân đó đi, chấp luôn cả cái kho vũ khí hạt nhân đó đi, nhưng mà cái con virus corona nó lơ lửng, nó bay vào cả cái kho vũ khí hạt nhân, có làm được cái gì nữa hay không? Người không còn sức lấy đâu mà điều khiển vũ khí hạt nhân, bấm nút không bấm nổi, mà thở còn chưa được mà chỉ là bấm nút. Anh chị em thấy không, kinh khủng như vậy mà con người ta không thấy. Tới bây giờ bảo bao giờ thì hết, họ hỏi tôi bây giờ Covid hết chưa, bao giờ con người nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa thì hết thôi. Nhìn nhận quyền năng của Chúa tức là mình giang hai tay lên và ngước mắt lên trời, con còn có chiều dài nữa con ơi, con có chiều dài nữa con ơi. Mà mình cứ ngang này, mình cứ vật chất kinh doanh để ốc rồi đủ mọi thứ hết, cứ lo lắng về vật chất xây cất. Ngay cả mình xây cất những nhà thờ, những đền thờ mà không có Chúa cũng như không. Thế không ạ? Thế không? Đó. Và ngay cả con người của mình ăn mặc thật đẹp, thật sang, xe hơi nhà lầu, nhưng mà không có Chúa thì cũng vẫn cứ lơ lửng vậy thôi. Có tiền ăn, tiêu xài rồi thì làm gì nữa? Có những người bây giờ có tiền không biết làm gì cho hết, đi mua hoa về thật nhiều để mà ngắm. Bảo sao vậy? Thì lỡ mình có chết đi thì người ta có cúng hoa, có ngắm được nữa đâu thì ngắm trước đi, thì biết là mình giàu. Cho nên là chết thì ít nhất đã có 1000 cái vòng hoa, vòng nào cũng to đùng đua nhau. Tức là cứ người, tôi để ý,
cứ người mà đi phúng điếu đi sau thì cái vòng hoa lại cao hơn tí. Tại vì để nó cho nhìn thấy mà, cứ vậy cao lên dần thì vòng hoa càng cao thì tiền nó cũng càng nhiều. Mà người chết thì lúc đó đâu có nhìn thấy gì nữa, nó bảo thôi chà, giờ còn có bao nhiêu tiền, còn cứ đi mua hoa là mắc nhất đẹp nhất về để làm gì, ngắm vậy thôi. Ngắm để làm gì, nó chết thì còn sao mà ngắm được nữa. Có đứa thì bây giờ con cứ kiếm những món ngon vật lạ con ăn, mắc cỡ nào cũng ăn, đi lùng cho bằng được. Bỏ để làm gì, nếu con chết thì không ăn được nữa. Thế con người ta nó giới hạn trong cái đó, trong cái duy vật chất này. Và cứ suốt ngày cơm áo gạo tiền ấy, em nghĩ còn nghĩ cái gì cho cuộc đời mình nữa hay không. Có những người sang bên Mỹ bảo ở Việt Nam còn đi chơi đi bời, còn có giải trí này kia, còn sang Mỹ là đi cày suốt, còn mỗi cái tuổi 12 tuổi giờ đổi tuổi hết, không có tí xỉu dần mẹo thìn thị ngọ mùi thân rượu tốt hợi, tất cả đều tuổi tuổi xỉu năm nay phải không, tuổi trâu cày. Sáng ra là dậy là đi cày, đi làm neo suốt đến 10 giờ đêm, về ăn uống ngủ nghỉ tí, mai lại sáng 10 giờ dậy, cứ 12 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ. Có người thì làm luôn cả ngày thứ bảy chủ nhật, không còn nghỉ được tí nào nữa. Thì cuộc sống nó là hay gì thưa anh chị em? Rồi có tiền thì lại mua thêm cái này, mua thêm cái kia, rồi mua trả góp, rồi lại phải làm để mà trả góp. Rồi cái máy nó cũ thì lại mua cái máy mới, lại trả góp, rồi lại đi làm, cứ trả góp suốt đời, trả góp, trả góp, trả góp, làm nô lệ cho nó. Vật chất, cuộc sống nhàm chán quá, mất ý nghĩa hết. Mà được cái gì thì không biết tạ ơn Chúa, mà bảo rằng đó là may với hay với hên. Không có gì gọi là may, không có gì là hay, không có gì là hên, không có gì là giỏi, là tài hết. Tài mấy hay mấy, chỉ cần con vít nó dính vô cái là nằm trổ queo hết, chẳng có tài khéo gì được. Bao nhiêu nhà khoa học, kỹ thuật, bao nhiêu bác sĩ tài giỏi, chỉ cần một cái con virus nó làm vô một cái thì nằm luôn, hay là một cơn gió nó thổi thôi. Có những vị không muốn về hưu, giờ do trúng gió thì cũng phải về hưu thôi, thì sao bây giờ? Về hưu bất đắc dĩ. Thí dụ như thế, lấy gì mà bảo đảm là tôi cứ ở mãi cái vị trí, cái ghế đó, chủ tịch hay là tổng thống suốt đời. Mà mới vừa mới được bầu xong đã lao sắp sửa tranh cử 4 nhiệm kỳ tới. Chú làm chú việc chú biết làm cho làm sao ý. Sống được đến ngày mai không mà nó lo tranh cử nhiệm kỳ tới. Rồi có người thì mới vừa mới lên thì đã lo sửa đổi hiến pháp để mà làm tổng thống với làm chủ tịch suốt đời. Thì làm cái gì có suốt đời được, có chết hay không vẫn cứ lơ lửng như thơ thôi. Chỉ có chiều ngang mà không có chiều dọc. Cho dù có Đức Thánh Cha đi nữa thì cũng phải chết thôi. Thế không ạ? Cũng phải chết thôi. Mà chết mà Đức Thánh Cha mà cũng cứ lơ lửng như vậy thì cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Phải có chiều dọc nữa thưa anh chị em. Có chiều dọc là mình phải hướng lên một Thiên Chúa từ trời cao xuống thế làm người, để đưa con người lên làm con Thiên Chúa. Chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng mà tội lỗi làm cho con người xa cách Thiên Chúa, mất nước thiên đàng. Thiên Chúa từ trời cao phải muốn đưa con người lên, không thể nó lôi nó lên được, nó không có lên đâu. Tụi này nó là nó lì lắm, ma quỷ nó giữ nó lại hết rồi. Cho nên muốn cứu nó, muốn kéo nó, ma quỷ nó giữ chặt hết rồi. Cho nên Chúa phải xuống thế làm người và chịu chết trên cây thập giá. Từ sức mạnh của cây thập giá này, 3 giờ chiều, giờ tử nạn, máu và nước, từ trái tim Chúa đổ ra. Ngài yêu thì yêu ra đến cùng, cho nên Ngài chấp nhận chết trên cây thập giá, máu và nước đổ ra để rửa sạch tội lỗi của nhân loại và để đưa nhân loại trở về địa vị làm con của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đưa con người trở về địa vị làm con của Thiên Chúa, mà con người đã đánh mất cái vai trò, cái địa vị đó khi con người ta phạm tội. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn đọc kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em, đây máu và nước tuôn trào từ cái thập giá Chúa Giêsu để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, cho chúng ta ngày hôm nay. Mà nếu con người ngày hôm nay không có cây thánh giá, mà cây thánh giá, cây thập giá không có Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu đứng trên đó cho
nó vui. Giống như là mấy cái ảnh tượng này mình đeo trên cổ, mà mình đeo để trang trí nó khác, đeo để mà nhớ, để mà tưởng niệm nó khác. Giống như mình có tấm hình của người mình yêu, mình nhìn tấm hình người mình yêu khác. Anh, đây tấm hình người yêu tôi, tôi nhìn tôi chẳng thấy gì hết. Dù là rất đẹp, rất dễ thương, dù là hoa hậu thế giới, nhưng mà có phải người yêu của tôi không? Không. Tôi nhìn tôi vẫn cứ chơ chơ. Mà người ấy có yêu tôi không? Không. Thì tôi nhìn tôi chẳng cảm tình gì cả. Còn đây là người yêu của tôi. Dù nó tấm hình nó có xấu, dù người yêu của tôi có không đẹp bằng hoa hậu của anh, nhưng mà vì người đó yêu tôi và tôi yêu người đấy, thì tấm hình nó mới có ý nghĩa và có giá trị. Cho nên nhiều người đeo thánh giá đủ cỡ đủ kiểu, gắn kim cương, gắn hột xoàn vào, nó đâu có nghĩa lý gì đâu, nó chỉ có gì giá trị vật chất thôi. Mà có những người đeo cây thánh giá với tất cả sự hiểu biết, trân trọng, đây là đỉnh cao của lòng Chúa thương xót. Mỗi lần nhìn vào cây thánh giá là tôi thấy lòng thương xót Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Chúa đã chết vì tôi, vì tôi, vì anh, vì chị, vì mỗi người. Nếu ta không cảm thấy rằng Chúa chết vì tôi, vì cái con người của tôi này này, thì mình sẽ không bao giờ thấy được lòng thương xót của Chúa đâu. Mình chỉ lý thuyết thôi. Còn thấy rằng lạy Chúa, con đáng chết thật, con tội lỗi thật, con không là cái gì cả, mà Chúa thương con quá Chúa ơi. Chúa đổ máu và nước ra vì con đây này, vì cái thằng Trần Đình Long tội lỗi khốn nạn đây này, vì cái thằng Trần Đình Long cứng đầu cứng cổ đây này, vì cái thằng Trần Đình Long mà Chúa phải chết vì nó đây này. Chúa ơi, vâng, con cảm ơn Chúa và con quyết đi theo Chúa cho đến cùng, để con nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa trên cây thập giá này. Anh chị em nhìn lên cây thập giá này đi, để thấy rằng là đây là đấng yêu thương anh chị em. Đấng yêu thương anh chị em đây, chết trên cây thập giá. Nếu chỉ có cây này không nghĩa lý gì, đấng yêu thương anh chị em đây, cây thập giá đây, chết vì anh chị em đây. Và bây giờ anh chị em hỏi, vậy thì thưa cha, chúng con phải sống mầu nhiệm thập giá như thế nào? Sống mầu nhiệm thập giá như thế nào? Nãy tôi nói chỉ có chiều ngang, bây giờ tôi nói có những người đi theo Chúa mà lại chỉ có mỗi chiều dọc, chẳng có chiều ngang, chỉ biết Chúa thôi. Sẵn sàng đi quét nhà thờ, sẵn sàng đi xây nhà thờ, sẵn sàng làm đền, sẵn sàng làm đài, cái gì dính đến Chúa, cái gì dính đến nhà thờ thì làm, nhưng mà không có chiều ngang, không có tương quan gì với ai, không có quan tâm đến ai cả, chỉ biết mình với Chúa thôi. Lạy Chúa, Chúa là tất cả của con. Chúa hỏi vậy còn anh em của con đâu? Con đâu biết thằng nào đâu. Con, nó là này, con là con của ông A, anh Hùng con của ông A, chị Minh con của ông A. Vậy thì anh Hùng, chị Minh con của ai? Ông A. Vậy anh Hùng với chị Minh là gì với nhau? Người dưng nước lã. Là người dưng nước lã. Chúng ta vẫn cứ như thế. Cả cộng đoàn 10 người hay là 50 người cầu nguyện lòng Chúa thương xót, giang tay lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Có biết hôm nay thiếu mấy người không? Không. Có biết mấy đứa nào đau không? Không. Có biết mấy đứa nào bệnh không? Không. Có biết đứa này nó bị thất tình không? Không. Sao vậy? Chuyện của nó kệ nó. Sao Chúa hỏi con? Hỏi nó, hỏi con, vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ê, con vừa đọc câu nào đó? Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đọc lại ta nghe câu sau đó. Xin cha thương xót con và toàn thế giới, con và toàn thế giới. Không, đọc rõ ra, xin cha thương xót con và toàn thế giới. Tân anh gian chơi tội anh gian, thương xót chúng con và toàn thế giới, chứ không phải thương xót con. Cho nên nếu con đến đây, con nhìn lên thập giá của ta, con thấy Chúa thương con, vậy thì Chúa có thương em con không? Dạ có. Chúa thương cháu con không? Có. Chúa thương người hàng xóm của con không? Hàng xóm nào Chúa? Cái hàng xóm mà nó mới tạt nước sang nhà con đó. Cái thằng đó thương sao được, con nhìn nó con không chịu nổi đâu. Đó.
ta thương nó luôn. Con có thương nó không? Chú cho con suy nghĩ tí. Con suy nghĩ đi. Nếu con không thương nó thì con cũng không đón nhận tình thương của ta. Thế thôi. Ta không có trừng phạt gì con cả. Nếu con không thương người anh em của con thì con không thể đón nhận tình thương của ta được. Tùy con. Cái ly đây, có nắp đây, nước sẵn sàng, đổ vào. Với điều kiện là con phải mở nắp ra thì nước mới xuống được. Không có mở nắp ra, con cứ đóng nắp này lại. Con bảo là Chúa ơi, ân phúc Chúa đổ bao nhiêu nó tươn hết ra ngoài hết. Con phải mở lòng con ra, mở trái tim con ra, mở đôi tay con ra, mở đôi tai con ra để mà nghe tiếng kêu của những người xung quanh, mở mắt con ra để nhìn thấy những nỗi thống khổ của anh chị em mình. Đừng có nhìn cái bên ngoài mà phán đoán, đừng có nhìn cái bên ngoài mà phê bình chỉ trích, mà nhìn thấu được cái hoàn cảnh của mỗi người, cái tâm tính của mỗi người, cái suy nghĩ của mỗi người, cái gia đình hoàn cảnh của người ta. Mình như thế này, mình đừng có lấy mình mà đo người khác. Đừng lấy mình làm mẫu mực, làm tiêu chuẩn đo người khác. Tôi được giáo dục, người ấy có được giáo dục hay không? Tôi được học cao, người đó có được học cao hay không? Tôi được hiểu biết về lòng thương xót Chúa 5 năm nay, người ấy mới vô có 5 tháng, 5 tuần, sao mình so sánh được? Cho nên chịu khó mở. Mở lỡ nó uống hết rồi con sao? Thì mở thì con uống đi. Ngon ghê Chúa. Thế giờ con vậy mà con không biết, con không mở ra. Đó, ta mới mở ra mà cứ sợ. Nói thật với Chúa, mở ra lỡ Chúa không đổ xuống thì nó bay hơi mất. Mày ích kỷ quá, mày không tin vào lòng thương xót của ta mà. Lỡ mở rồi bay hơi hết. Rồi lỡ mở ra thằng hàng xóm đi nó uống trước con thì sao? Mày lại nữa. Không có biết thương đến anh em mình. Con khát không? Khát chứ. Khát con thấy làm sao? Con khó chịu lắm. Người em con khát, con biết nó khó chịu như nào không? Ờ ha. Này anh bạn, uống chút đi. Sao anh biết tôi khát? Thì suy bụng tha ra bụng người. Tôi thấy tôi khát thì anh cũng khát vậy. Này uống chút đi. Thì anh chị em thấy không? Nó tuyệt vời vô cùng. Thì nếu mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay mà suy niệm về cây thập giá, thấy được chiều dọc mình với Chúa, thấy được chiều ngang mình với anh em mình, luôn luôn là chiều dọc chiều ngang, nó có một cái điểm giao nhau ngay chính giữa đây. Anh chị em thấy cái nút cột không ạ? Đây, trái tim Chúa đây, máu và nước tuôn trào đây. Thấy rõ, máu và nước tuôn trào. Nếu mình không có Chúa, mình không thể đến với anh em thật sự được đâu. Mà nếu mình đến với Chúa thực sự thì mình cũng phải đến với anh em mình thực sự. Dấu chỉ rằng mình có lòng thương xót của Chúa là mình biết thương xót anh em mình. Và khi mình thương xót anh em mình là đó là mình mới thực sự là con cái của lòng thương xót Chúa. Amen. Vinh quang của ta là thánh giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát.
Thắc mắc hỏi ai? Chủ nhật Lê Lá 28 tháng 3 2021. Thưa anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật Lễ Lá. Và trong ngày Chủ nhật Lễ Lá thì chúng ta có Tuần Thánh. Tuần trước thì anh chị em đã thắc mắc về ngày thứ năm Tuần Thánh như thế nào. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ với anh chị em những thắc mắc mà chúng ta đặt ra về ngày thứ sáu Tuần Thánh và thứ bảy Tuần Thánh. Thưa cha, trong ngày thứ sáu Tuần Thánh có thánh lễ hay không? Con thấy người ta đi viếng đàn thánh giá, rồi đi ngắm, rồi đi hôn thánh giá, nhiều nghi thức quá, con không biết như thế nào cha có thể cắt nghĩa thứ tự cho chúng con hiểu để đi tham dự Tuần Thánh vào ngày thứ sáu Tuần Thánh, chúng con nắm bắt được ý nghĩa và như thế thì lợi ích cho phần thiêng liêng hơn. Cảm ơn cha. Thưa anh chị em, nói thật thì ngày xưa còn bé chúng tôi cũng đi tham dự ngày thứ sáu Tuần Thánh, khoái nhất là đi rước bắt, làm quân giữ rồi đi vòng quanh trại cả cái xứ đi tìm bắt Chúa Giêsu, rồi làm Baraba, rồi làm Phi-la-tô, rồi đủ thứ, vui lắm, phải nói là vui. Ngày thứ sáu Tuần Thánh rất là vui. Bây giờ thì hiểu ý nghĩa đó, nó khác còn. Nhưng mà có khi bây giờ nhiều nơi vẫn còn thấy nó vui, vui trong ngày đó. Rồi lúc mà Chúa đóng đinh, hồi đó tôi được giúp lễ mà, cho nên được vào bên trong cái hậu trường, cái màn gió để coi Chúa đóng đinh sao. Hồi xưa tò mò, cứ nghe thấy ông ấy búa, ông gõ khóc, đóng khóng 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 hô hô, tưởng là làm thật. Lúc mà vô thì chỉ thấy mỗi búa với đinh đóng ở ngoài thôi, xong rồi cũng hô hoán như vậy chứ đâu có phải đóng thật đâu. Mà thằng bé đâu tưởng tượng chắc là đóng thật. Lúc mà dựng Chúa lên, đội đầu đội tang lên, ôi thích lắm, chạy đi sung sính được cái đội được cái đội tang trắng, đội tang Chúa. Rồi sau đó là táng xác Chúa rồi thì bắt đầu đi rước, rước xong rồi vô hôn chân rồi bốc nẻ Chúa tôi. Đó mới là sướng nhất, chen nhau có khi cả tiếng mới tới phiên bốc, mà hai tay bốc lấy bốc để, hôn thì hôn ít mà bốc thì bốc nhiều. Ông trùm với ông quản đứng bên cạnh, ông giành lại một nắm thôi. Thưa anh chị em, những cái kỷ niệm nó rất là dễ thương, nó nuôi dưỡng đời sống đạo của mình. Vẫn còn hơn là bây giờ nó không thèm đi lễ, đi thờ đọc kinh gì cả, suốt ngày nó cầm cái vi tính nó quẹt quẹt nó chơi game. Bây giờ rất là nhiều gia đình khổ vì con mình nó mê game quá. Người lớn cũng mê, chồng cũng mê, con cũng mê, ai cũng mê mà chẳng nó mê Chúa gì cả. Còn ngày xưa chúng tôi mê Chúa và thực sự mê thật, mê theo cái cách của mình. Dĩ nhiên là đạo đức bình dân, dĩ nhiên là bây giờ anh chị em sẽ nói thế này thế kia. Nhưng mà giữa hai cái đó chọn cái nào? Giữa cái mê Chúa để nó đi coi rước bắt, nó đi coi cuộc thương khó Chúa, với lại nó mê game, nó đi tìm kho tàng. Anh chị em bỏ cái nào hơn? Bỏ cái nào hơn? Bây giờ mình bỏ cái này thì phải có cái gì hay hơn thay vào chứ. Cứ bảo nó không hay, không tốt, không đúng nữa. Dĩ nhiên cái là không đúng, không hay, không tốt thì phải điều chỉnh, phải sửa. Nhưng mà thay vào cái gì? Và thay vào cái đó nó có thay được hay không, và nó có tốt hơn hay không mới là điều mình cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Còn người mình phê phán, phê bình thì dễ ở cái này thế này, thế nọ, thế kia, hình thức vân vân. Nhưng mà bây giờ thay bằng hình thức nào để vừa có sức hút đưa người ta đến và nâng người ta lên. Có khi không có sức hút thì không hút người ta đến được. Có khi người ta đến được thì mình lại không nâng người ta lên được. Nó phải có cái bên ngoài nào đó, một hình thức nào đó để thu hút người ta đến. Nhưng mà khi thu hút người ta đến rồi, có nâng người ta lên được hay không, đó mới là điều quan trọng hơn. Làm sao để cho người ta đến, và người ta đến để người ta được nâng lên, rồi người ta đi về có cái gì đem về. Phải ba cái đó. Thì về ngày thứ sáu Tuần Thánh, nguồn gốc việc cử hành phục vụ ngày thứ sáu Tuần Thánh tại Jerusalem được ghi nhận đầu tiên vào thế kỷ thứ tư do sử gia S.J. Rie tường thuật lại về việc
cầu nguyện và suy niệm về cuộc thương khó của Chúa trong suốt lộ trình từ nhà tiệc ly đến chân đồi Golgotha. Trên lộ trình này, dân chúng dừng lại từng chặng để nghe các đoạn sách ngôn sứ nói về cuộc thương khó của người tôi tớ Thiên Chúa, suy niệm các đoạn tin mừng nói về những đau khổ của Chúa, rồi cầu nguyện và hát thánh ca. Cuối lộ trình là nơi Chúa chịu đóng đinh. Giám mục sẽ đưa cao cây thánh giá cho dân chúng tôn thờ. Tại Roma, thế kỷ thứ 7, ngày thứ 6 tuần thánh thì người ta tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa bằng cách là suy gẫm trình thuật thương khó theo tin mừng Thánh Gioan. Sau đó, cộng đoàn sẽ đọc lời cầu chung cho giáo hội, cầu cho các nhà lãnh đạo thế giới, cầu cho sự hiệp nhất và cầu cho mọi nhu cầu của nhân loại. Vì không cử hành thánh lễ, nhớ ngày thứ 6 tuần thánh, không có cử hành thánh lễ, không có thánh lễ, nên nhiều nhà thờ tổ chức cử hành phụng vụ lời Chúa một cách trọng thể. Thánh giá có tượng chịu nạn được để trên bàn thờ cho dân chúng tôn thờ, rồi nghe lời Chúa và suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa. Rồi sau đó thì người ta rước lễ. Rước lễ là do bánh lễ được truyền phép thành mình Thánh Chúa để dành cho ngày hôm sau, từ ngày thứ 5 tuần thánh cho ngày thứ 6 tuần thánh. Rước lễ từ bánh lễ được truyền phép thành mình Thánh Chúa từ hôm thứ 5 tuần thánh. Trước năm 1955, việc cử hành phụng vụ ngày thứ 6 tuần thánh có sự khác biệt so với hiện nay. Ban sáng cử hành phụng vụ lời Chúa và suy tôn thánh giá, buổi chiều đi đàng thánh giá, buổi tối nghe giảng đại phúc về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Nhưng sau năm 1955, có sự sắp xếp lại việc cử hành nghi thức, buổi chiều cử hành cuộc thương khó và tôn vinh thánh giá, đồng thời cho phép cộng đoàn phụng vụ rước lễ nhưng không cử hành thánh lễ. Nghi thức từ năm 1970 đến nay không thay đổi gì nhiều về cấu trúc và giờ cử hành, nhưng chỉ thay đổi về các bài đọc, sắp xếp lại các lời nguyện cũng như thêm vào một số ý nguyện mới theo tinh thần của Vatican II. Tất cả những tài liệu về phụng vụ chúng tôi lấy từ tài liệu của Linh mục Nguyễn Thế Thủ, Đại chủng viện Thánh Giuse, giáo sư phụng vụ. Bây giờ thì Ngài làm cha xứ. Về ý nghĩa, theo Kinh Thánh, trước ngày lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu đã bị xử án tại dinh Phi-la-tô vào lúc tảng sáng. Rồi người bị kết án tử hình, vác thập giá đến pháp trường, bị đóng đinh vào thập giá, bị treo lên, rồi tắt thở trên thập giá vào khoảng 3 giờ chiều. Vì thế, hôm nay giáo hội muốn chúng ta hãy chăm chú suy niệm về tình thương của Chúa qua những khổ hình, cuộc khổ nạn của Chúa được trình bày qua bài thương khó mà chúng ta vẫn nghe hát, thường là hát tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Là cuộc trình thuật thương khó. Có người đọc, rồi có người đóng vai Chúa Giêsu, rồi có người đóng vai thế nhân, của người đóng vai dân chúng, vân vân. Chúng ta cùng suy niệm về mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô. Hôm nay tức là ngày thứ 6 tuần thánh là ngày thích hợp để mỗi Kitô hữu trở về với lòng của mình, kết hợp lòng của mình với những đau khổ mà Chúa đã chịu vì yêu thương ta và muốn cứu độ ta. Thưa anh chị em, việc cử hành vào chiều thứ 6 không phải là thánh lễ mà chỉ là một nghi lễ tưởng niệm việc Đức Giêsu chịu chết. Đây không phải là những lễ nghi chỉ gợi lên một cuộc trình diễn bi kịch cảm động về cuộc thương khó của Chúa. Đây là một mầu nhiệm đức tin. Chúng ta phải luôn tin rằng Đức Giêsu chết, sống lại để cứu chúng ta. Nhưng để có thể hiểu được chúng ta được cứu khỏi một vực thẳm đầy tội lỗi và gian tà như thế nào, chúng ta cùng với Ngài bước xuống vực thẳm đó. Nghi lễ thứ 6 tuần thánh nhắc tới việc Đức Giêsu xuống vực thẳm ấy.
đó là tội lỗi của loài người. Những đau khổ của nhân loại về thể xác cũng như tinh thần, ví dụ như là bị hất hủi, bị người thân phản bội, bị thất bại, bị xâm hạm thân thể, bị đối xử bất công, nhục nhã, những lo âu khủng khiếp như là hấp hối, sợ hãi cái chết, nhất là bây giờ là sợ virus corona. Nghi lễ hôm nay giúp ta ý thức tầm mức nghiêm trọng của sự dữ và sự tội, đồng thời ý thức giá trị tuyệt vời việc Chúa cứu chuộc chúng ta. Hôm nay cũng là dịp thuận tiện để ta dục lòng thống hối, hoán cải tâm hồn qua việc chay tịnh, hãm mình, hy sinh và đền tội. Nhớ hôm thứ Sáu tuần thánh là ngày ăn chay kiêng thịt. Năm có hai ngày, thứ Tư lễ cho và thứ Sáu tuần thánh thôi. Thì nghi thức ngày thứ Sáu tuần thánh mục đích là để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Rồi sau đó có nhà thờ thì để cái thánh giá lên cho mọi người đến để mà tôn thờ. Và những nghi thức khác, ví dụ như là đóng đinh, táng xác, rồi ngâm đứng, rồi hôn chân Chúa, là những nghi thức mà do lòng đạo đức bình dân cử hành theo truyền thống, theo tập tục thói quen địa phương của mỗi vùng, mỗi miền, mỗi xứ, mỗi địa phận, mỗi giáo phận. Rồi dâng hạt, ngâm đứng. Ngày xưa chúng tôi cũng đi tham dự, mà thực sự ra lúc đó, đó nghe ngắm nó cũng thấy xúc động chứ phải không. Bây giờ nhiều người đi nghe ngắm cũng cảm thấy xúc động, vì cảm thấy Chúa thương mình quá mà mình tội lỗi quá, cảm thấy lòng thương xót Chúa dành cho mình nhiều quá. Thì những cái hình thức bên ngoài đó mà nó giúp cho con người ta đánh động được tâm hồn thì cũng tốt, miễn là sau những cử hành đó đừng có mang tính chỉ có hình thức không mà thôi. Từ người cử hành đến người tham dự phải được hướng dẫn và đưa vào cái bầu khí phục vụ, bầu khí tôn giáo hơn là một buổi trình diễn. Nhất là hồi xưa tôi còn nhớ ngắm nhân tài, ngắm mà ai mà đúng thì được thưởng những điểm gọi là cái lèo đánh keng tung tùng, thì cứ đếm, tôi ngồi tôi đếm được nhiều lèo là được thưởng. Ngắm thứ 11 hay ngắm thứ mấy đó, có mười ngắm sự thương khó Chúa đó, thì có đốt gì đó 14 cây nến không? Cứ mỗi thằng ngắm xong tắt cây nến, ngắm xong tắt, như là ngắm thứ 11 gì sao đó, ngắm nhân tài. Thì phải có hơi, rồi phải đúng cung, đúng điệu, đúng giọng, rồi cử điệu vân vân. Có những người thì ngắm giờ chừng đứt hơi thì bị gõ cọc cọc cọc, rồi bị đi xuống. Rồi người khác lên, cứ như thế, như thế. Thưa anh chị em, những nghi thức mà giúp cho con người ta nâng tâm hồn lên thì nghi thức đó nó có ý nghĩa, có giá trị. Còn nếu mà nó chỉ mang cái hình thức bên ngoài là dừng lại ở đó thành một cuộc biểu diễn thì nó lại phí công, tốn của và mất thời giờ, hơi tiếc cái đó. Còn nếu mà làm mà có được sự hướng dẫn, rồi còn làm trong bầu khí cầu nguyện, làm trong cái tinh thần là cùng hiệp thông với những đau khổ của Chúa, như vậy thì làm cho người ta dễ đánh động hơn. Bây giờ câu hỏi thứ hai là về thứ Bảy tuần thánh. Thưa cha, ngày thứ Bảy tuần thánh là ngày thế nào? Và những nghi thức đó con đi tham dự thấy lâu quá, nhiều khi ngủ gà ngủ gật chẳng hiểu gì cả. Và nhất là cũng mệt mỏi, cho nên con xin lỗi không tham dự suốt sáng được. Hôm nay con xin cha cố gắng giải thích cho chúng con về nguồn gốc ý nghĩa của ngày thứ Bảy tuần thánh, để chúng con cố gắng, như là những người trẻ đi tham dự một cách có ý thức hơn và lợi ích cho chúng con hơn. Xin cảm ơn cha. Nguồn gốc của ngày thứ Bảy tuần thánh như sau, thưa anh chị em và các bạn. Ngay từ thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã có việc cử hành hàng năm mừng Chúa sống lại. Trong suốt 3 thế kỷ đầu, đây là lễ hội duy nhất được ghi nhận trong giáo hội. Việc cử hành nguyên thủy, tiền thân của lễ phục sinh sau này, được thực hiện bằng hình thức một cuộc canh thức. Vigilia trong tiếng Latin có nghĩa là sự tỉnh thức hay là đợi chờ. Thật dễ hiểu tại sao các Kitô hữu đã chọn những giờ khắc của ban đêm để cử hành cảm nghiệm tôn giáo của mình về một cuộc khải thắng của Đức Kitô trên sự chết và tội lỗi. Đồng thời,
đó cũng là một cuộc khải thắng của chính họ cùng với Đức Kitô. Chính trong những giờ khắc của đêm tối trước ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chủ nhật đấy, mà mầu nhiệm này đã được diễn ra. Anh chị em biết là vào thời giáo hội sơ khai, có một niềm tin rất phổ biến rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trong chính cái giờ khắc đêm tối này, cái đêm canh thức phục sinh này. Họ tin như vậy là Chúa trở lại đấy. Cho nên canh thức phục sinh là mong Chúa trở lại thực sự, chứ không phải một cuộc tưởng niệm nữa. Vì vậy mà điều đương nhiên là tất cả mọi người cùng có mặt và chờ đợi, giống như là chờ đợi ngày phán xét, là ngày tận thế đấy, ngày cánh chung. Đây là sự trở lại cuối cùng trong vinh quang của người. Sự họ tin như thế. Còn ngày nay trong mỗi thánh lễ, lời loan báo về sự cáo chung của thời gian vẫn còn vang lên là Đức Kitô đã chết, đã sống lại và sẽ đến trong vinh quang ngày cánh chung. Mà mình không biết ngày nào, giờ nào. Ngày xưa thì có tin rằng đêm phục sinh đó là Chúa sẽ đến. Ngoại trừ một số thay đổi, nhất là thay đổi về thời lượng, nghi thức đã được canh tân ngày nay phản ánh rõ chính nghi thức của những thế kỷ ban đầu. Vừa khi sao hôm xuất hiện trên bầu trời thì các nghi thức bắt đầu được cử hành và kéo dài suốt cả đêm. Những khoảnh khắc đầu tiên được dành cho việc đọc các bài kinh thánh và những lời nguyện. Các bài đọc kinh thánh thường là tới 12 bài đọc, nhấn mạnh ý nghĩa tiên tri về một công cuộc sáng tạo và cứu độ mới bằng nước. Đó là những bản văn nói về cuộc sáng tạo ban đầu, rồi nói về sự sa ngã của con người, nói về trận lụt hồng thủy, rồi câu chuyện sát tế Isaac, rồi biến cố thiên thần vượt qua cửa nhà người Do Thái để tàn sát các con trai đầu lòng của người Ai Cập mà bỏ qua những nhà người Do Thái có máu chiên bôi lên cửa, rồi cuộc vượt qua biển đỏ và hành trình tiến về đất hứa. Khi bóng tối đã bao trùm không gian, cũng là lúc chủ đề nói trên được thể hiện bằng nghi thức sáng tạo mới qua nước của phép rửa, nhất là phép rửa cho người trưởng thành. Nên hay đi rửa tội cho người lớn vào đêm phục sinh. Nhưng mà có điều bất tiện, đó là vì có nghi thức thì nó lại dài lại lâu. Người tham dự chính vai chính thì không sao, nhưng mà người mà hiệp thông thì ngồi lại, thôi, nó lại lâu quá, lại dễ buồn ngủ. Vốn là một nét đặc trưng của đêm canh thức phục sinh, nghi thức này bắt đầu với việc làm phép nước phục sinh một cách trọng thể, trong khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Rồi cái nến phục sinh cháy sáng được cắm vào nước, và dầu thánh cũng được chế vào hòa lẫn với nước. Giờ đây những người dự tòng thường đã được chuẩn bị từ vài năm trước, sẽ tuyên hứa từ bỏ mọi ảnh hưởng của Satan trên con người cũ của mình. Rồi họ tuyên xưng đức tin, rồi họ lãnh nhận phép rửa, họ được sức dầu, rồi được mặc áo trắng. Vào thế kỷ thứ 5, trong giáo hội Roma có thực hiện việc sức dầu lần thứ 2 do Đức Giám Mục, và đây chính là dạng ban đầu của bí tích thêm sức. Trong những thế kỷ đầu tiên, người ta có thói quen trao sữa và mật ong đã được làm phép cho người mới lãnh nhận phép rửa. Cử chỉ này có ý nghĩa rằng người mới lãnh phép rửa là người còn non nớt trong đức tin, gọi là tân tòng. Cử chỉ ấy cũng ám chỉ rằng họ vừa mới tiến vào miền đất hứa mới chảy sữa và mật ong. Việc thực hành nói trên có tầm vóc đánh dấu một mốc điểm quan trọng cả đời sống, vốn là một thực hành được vay mượn từ các thần thoại ngoại giáo. Cuối cùng, lúc tờ mờ sáng, những người mới lãnh phép rửa sẽ rước thánh thể lần đầu cùng với cộng đoàn tín hữu. Có thấy không? Kéo dài gần nguyên một đêm, từ lúc mà trời tối cho đến lúc mà sắp sửa trời sáng. Ý nghĩa của nó là như thế. Về ý nghĩa của ngày thứ bảy tuần thánh, bởi anh chị em đi tham dự ngày thứ bảy tuần thánh nắm được ý nghĩa như thế nào. Việc tưởng niệm Đức Kitô chịu chết và sống lại đạt tới cao điểm trong đêm nay, đêm thứ bảy tuần thánh. Đêm nay là đêm thánh của người Kitô hữu. Đêm nay, đêm thứ bảy phục sinh là đêm thánh của người Kitô hữu. Đêm nay cộng đoàn Kitô hữu ôn lại tất cả lịch sử cứu độ. Ôn lại lịch sử cứu độ từ buổi khai sinh lập địa
đến việc đưa dân Israel khỏi Ai Cập, đến việc Chúa Giêsu được sống lại và tôn vinh lên trời. Thánh Augustine trong tác phẩm Sermo đã coi canh thức vượt qua trong đêm phục sinh là mẹ của mọi lễ canh thức. Khi cử hành canh thức này, giáo hội canh thức để mong đợi Chúa sống lại và cử hành mầu nhiệm phục sinh ấy trong các bí tích. Vì thế mà mọi cử hành trong đêm canh thức vượt qua phải được tổ chức vào ban đêm, nghĩa là bắt đầu khi đêm tối và kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật. Có những nơi vì hoàn cảnh mục vụ cho nên là một cha khỏi đi 2-3 xứ cử hành, cho nên nhiều khi cử hành lúc 3 giờ chiều một lễ vọng phục sinh, rồi đến một giáo sư họ đạo khác 5 giờ, đến nhà thờ chính là 9 giờ tối vì lý do là thiếu linh mục chẳng hạn. Nhưng mà như vậy thì nó là mất ý nghĩa thì. Nếu có nhiều nơi thì cử hành 2 ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, mỗi ngày cử hành 2 lần. Như vậy thì nó cũng mất ý nghĩa đi. Với lý do mục vụ là vì đông quá, nếu mà chỉ hành một lễ thì vừa thiếu nhi, vừa người thanh niên, vừa người lớn, không có chỗ cho nhà trong nhà thờ hoặc cả bên ngoài. Nhưng mà như vậy thì nó cũng mất ý nghĩa đi, vì 3 ngày đó chỉ cử hành một lần, đập tập trung vào hết tất cả. Cho dù có bao nhiêu người đi nữa thì vẫn một cử hành mới là đỉnh cao, là đúng hơn, tốt hơn và ý nghĩa hơn là làm xong rồi chốc lại làm lại. Mặc dù là đối với người tham dự thì khác, nhưng mà làm cho người ta thấy không thấy được ý nghĩa đó, vì sao nó phải phù hợp với lại cái thời gian, rồi với không gian và tất cả cái sự chuẩn bị vào một, ngay cả ca đoàn hay là tất cả giúp lễ hay là những người mà phụ trách nghi thức phải được tập dượt kỹ lưỡng đầy đủ, cẩn thận để không có rối. Tại vì hồi xưa tôi còn bé, những cái lễ tuần thánh này là vất vả lắm, là phải bao giờ cũng phải tập dượt kỹ giúp lễ, tập từng ly từng tí, lấy cái gì lúc nào làm gì, bật điện hoa nến thì là rất là kỹ, để lúc đó nó cứ nhịp nhàng, người ta không có bị chi trí, vì có nhiều khi không tổ cẩn thận rối, cha xứ hay là chủ sự đứng cứ chỉ cái này chỉ cái kia, lấy cái này lấy cái nọ, nó rối tinh lên. Rồi lúc mà chưa bật điện, hồi đó tôi nhớ chưa bật điện, ông không biết ông bật điện, cha xứ lại tát, chúng ta dâng lời cầu nguyện lại bật lên tát, cứ vậy chi trí lắm. Cho nên dù các cha có bận rộn thế nào đi nữa, hay là anh chị em phụ trách phòng vụ có bận rộn thế nào đi nữa, cũng phải nên tập với nhau một lần để ăn khớp với nhau. Nghĩa là ca đoàn cũng vậy, lúc nào hát, lúc nào không, lúc nào đàn, lúc nào bật điện, lúc nào bật nến, lúc nào lấy cái gì, cái gì. Trong tuần thánh này phải chuẩn bị thật kỹ, thật chi tiết. Thì người đến họ tham dự, họ không cảm thấy nó luộm thuộm, họ không cảm thấy nó bị chi trí. Vì đỉnh cao mà cuối cùng đến đỉnh cao, càng đỉnh cao bao nhiêu thì càng rối bấy nhiêu. Có những ma quỷ nó cũng hay phá hay sao không biết. Máy móc thì thử tốt rồi, tới ngày lễ trọng là nó hư, nó trục trặc có không. Cho nên càng phải cẩn thận hơn, pin chiếc sạc hết, điện chiếc chuẩn bị hết. Rồi ca đoán vậy, hát đang tập tiệc thì ngon lắm, đến lễ trọng, long trọng, mình long trọng quá, hóa ra nó lại hỏng. Thế không có kệ. Và trong phục vụ thì cái gì nó lỡ, nó sai đó, lướt đi. Lướt đi để cho người ta khỏi chi trí. Chứ anh em đừng có thấy nó trầm trọng quá rồi làm rối lên. Nó không có hay. Thà nó sai một tí, mình biết là sai, nhưng mà mình lướt đi, rồi điều chỉnh sau, còn hơn là cứ lúc cố gắng điều chỉnh thì nó càng rối hơn. Cho nên khi mình chuẩn bị được như vậy thì đêm nay người Kitô hữu sẽ tận hưởng được niềm vui Chúa phục sinh sau 40 đêm ngày ăn chay hãm mình và cầu nguyện. Và nhất là cộng đoàn lòng thương xót chúng ta đã được Chúa cho 40 ngày trong tháng tĩnh tâm chay, từ ngày thứ tư lễ cho 17 tháng 2 cho đến ngày hôm nay ngày 28 tháng 3 Chủ nhật lễ lá, vừa kết thúc 40 ngày đúng. Bây giờ mình phải tận hưởng được cái niềm vui phục sinh đó. Đêm nay niềm vui của người Kitô hữu được thể hiện qua việc đi từ đêm tối đến ánh sáng, đi từ cõi chết âm u tiến vào cõi sống tưng bừng hoan hỷ. Đêm nay người Kitô hữu được mời gọi theo lời khuyên của Đức Kitô, họ cầm đèn sáng trong tay, giống như người đang tỉnh thức đợi Chủ về để Chủ đưa họ vào bàn tiệc mà đi lại hầu hạ họ. Đêm nay họ được nếm trước niềm vui của Giê-ru-sa-lem trên trời, và đêm nay mọi người sẽ hát vang lời Hallelujah
mà bắt đầu từ thứ tư lễ cho, chúng ta không có đọc câu Hallelujah đó. Thưa anh chị em và các bạn, biến cố Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại xảy ra trong bối cảnh lễ vượt qua là cử hành quan trọng nhất trong niên lịch của người Do Thái. Ngày quan trọng nhất đối với người Do Thái đã trở thành ngày thánh thiêng nhất đối với người Kitô hữu. Việc cử hành phụng vụ Tam Nhật Thánh không dừng lại về việc hướng về, tưởng nhớ một sự kiện lịch sử chan hòa ý nghĩa, xúc động và đầy sức sáng tác động. Không phải là mình cử hành chỉ là một việc tưởng nhớ, một cái sự kiện lịch sử, mặc dù nó chan hòa ý nghĩa, mặc dù rất xúc động và nó có thể tác động nơi mình. Không phải chỉ như thế, nhưng quan trọng trên hết là tái diễn một cách sống động sự kiện Đức Giêsu đã chết và sống lại trong hiện tại và kéo dài đến tương lai. Phải thấy rằng ngày hôm nay Chúa đang chết vì tôi và hôm nay Chúa đang sống vì tôi. Phải thấy được như vậy chứ không phải mình tưởng niệm lại. Ví dụ như anh chị em, ngày lễ giỗ của bố mình, ngày mãn tang của mẹ mình nhớ lại, kỷ niệm lại, nhớ lại mẹ mình đã sống như thế nào, bố mình đã sống như thế nào. Hôm nay mình tưởng lại, niệm lại, mình dâng lễ, mình chỉ được dừng lại đó thôi, vì bố mẹ mình vẫn đã chết rồi, cũng đã chết rồi. Nhưng mà khi mình cử hành mầu nhiệm phục sinh trong Tam Nhật Thánh này thì mình thấy được rằng là ngoài việc tưởng nhớ, tưởng niệm, mà thực sự là Đức Giêsu đã chết và sống lại trong hiện tại đây này, lúc này bây giờ đây này, Ngài đang sống ở với chúng tôi đây này. Không phải như là bố tôi sống với tôi cách đây 3 năm, còn bây giờ là giỗ mãn tang rồi, còn bây giờ Chúa đã chết rồi mà Chúa đã sống lại rồi, nhưng mà bây giờ Chúa đang sống thực sự với chúng tôi đây và hướng chúng tôi đến một cái tương lai là Ngài sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang. Vậy thì từ bây giờ cho đến ngày mà Ngài đến lần thứ hai, trong biến cố cánh chung cuộc đời riêng của mỗi người và trong biến cố cánh chung của cả thế giới, thì tôi sống như thế nào đây? Đó, cho nên cuộc sống của mình được mời gọi nối dài mầu nhiệm của Đức Kitô, mầu nhiệm chết và sống lại. Vì thế mình mới nói rằng tôi được mời gọi chết với Chúa thì sẽ được sống lại với Chúa. Và chính Chúa là sức mạnh, là bình an, là nguồn ơn phúc cho mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, bây giờ thì còn một câu hỏi nữa. Câu hỏi này thì cũng hơi dài, nhưng mà cố gắng chia sẻ với anh chị em, vì đó là trong tuần thánh chúng ta sẽ gặp gỡ việc đó là các trạng đảng thánh giá. Mỗi người có người thắc mắc là thưa cha, chúng con thấy trong các nhà thờ treo 14 trạng đảng thánh giá, có nơi thì có 15 trạng, và ngày thứ sáu trong buổi chay vừa rồi thì chúng con vẫn đi trạng đảng thánh giá, riêng ngày thứ sáu tuần thánh thì đi long trọng hơn. Vậy thì cha có thể cho biết về nguồn gốc và ý nghĩa các trạng đảng thánh giá như thế nào, có thật là như vậy hay không? Chúa Giêsu có thật là đi hết 14 trạng hay là còn đi 15, 17, 18, 19, 20 gì nữa, có hay không thưa cha? Nghe không? Biết là mấy giờ rồi không biết. Thưa anh chị em và các bạn, mùa chay là mùa thống hối, là mùa chuẩn bị cho lễ phục sinh. Gẫm đảng thánh giá theo chân Chúa Giêsu từ công đường của Phi-la-tô cho đến mộ Chúa Giêsu là thực hành đạo đức bình dân trong các giáo xứ, gọi là đi đảng thánh giá. Vào thế kỷ thứ 16, con đường này chính thức được gọi là Via Dolorosa, có nghĩa là con đường thương khó, hay là đường thánh giá, hoặc là các trạng đảng thánh giá. Tức là từ theo chân Chúa từ dinh Phi-la-tô lúc Chúa bị kết án đến khi mà Chúa vác thánh giá lên đồi Can-vê, gọi là trạng đảng thánh giá. Lòng đạo đức này tiến hóa theo thời gian. Truyền thống cho rằng chính Đức Mẹ đã hàng ngày đi thăm viếng lại các cảnh tượng của khổ nạn của Chúa Giêsu. Sau khi Hoàng đế Constantino hợp pháp hóa Kitô giáo vào năm 312, thì những chặng quan trọng được đánh dấu trên con đường này. Việc chặng nào là quan trọng? Thánh Geronimo
sống tại Bethlehem suốt phần cuối đời mình đã chứng nhận rằng có nhiều đám đông người hành hương thuộc các quốc gia khác nhau đã thăm viếng những nơi thánh và đi theo đường thánh giá, đường từ dinh Phi-la-tô cho đến núi Sọ và đường thánh giá mà Chúa Giê-xu đã vác đi. Những chặng đường thánh giá theo hình thức mà đa số người Công giáo thế ngày hôm nay chưa phải là xưa cũ theo thuật ngữ của giáo hội. Tuy nhiên, thưa anh chị em và các bạn, lịch sử hình thành hình thức đạo đức này đã bắt đầu rất sớm khi các người hành hương đầu tiên được công khai tới Jerusalem và đi theo bước chân Chúa trong ngày thứ sáu tuần thánh. Sau 250 năm bị cấm cách đạo Công giáo, đến năm 313, hoàng đế Constantino mới cho phép người Kitô giáo được công khai thờ phượng Chúa trong toàn cõi đế quốc Roma. Năm 335, ông xây nhà thờ mộ thánh trên địa điểm tương truyền là ngôi mộ của Chúa Giê-xu. Thì sau này mỗi nơi thánh nào đó người ta lại xây một cái ngôi đền thờ trùm lên trên. Không bao lâu sau khi khánh thành thì đã bắt đầu có những cuộc rước của người hành hương tới ngôi thánh đường này, nhất là trong tuần thánh. Một phụ nữ tên là Egeria từ nước Pháp hành hương tới đây đã mô tả một trong những cuộc hành hương như thế này xảy ra vào thế kỷ thứ tư, là giám mục Jerusalem và khoảng 200 khách hành hương bắt đầu ngay từ lúc có tiếng gà gáy sáng đầu tiên tại địa điểm Chúa Giê-xu hấp hối vào đêm thứ năm tuần thánh. Họ đọc một đoạn kinh, hát một bài thánh ca, nghe một đoạn sách tin mừng và sau đó tới vườn Gethsemane rồi cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi, cứ đọc một đoạn kinh, hát thánh ca, đọc đoạn tin mừng, cứ đi hết chặng này đến chặng kia. Họ đi tới Jerusalem, đến cửa thành vào khoảng thời gian người ta trông rõ được mặt nhau, và từ đó đi thẳng đến trung tâm thành phố. Mọi người lớn nhỏ, giàu nghèo, tất cả đều tề tựu ở đó, vì vào ngày đặc biệt này không ai bỏ qua cuộc canh thức cho đến sáng. Những khách hành hương thường đi theo một con đường định sẵn từ những khu hoang phế của đồi Antonio, nơi Phi-la-tô đặt sảnh đường xử án, cho đến nhà thờ mộ thánh. Con đường đi qua thành cổ Jerusalem đó được mọi người công nhận là con đường Chúa đã đi trong cuộc tử nạn, và đến ngày hôm nay vẫn giữ nguyên như thế. Con đường này được gọi là con đường đau khổ, Via Dolorosa, từ ngữ từ tiếng Latin. Những chặng dừng chân trên con đường này được đặt ra để ghi nhớ những sự việc đặc biệt xảy ra trong hành trình đi tới núi Sọ. Trong hành trình đi từ dinh Phi-la-tô đến núi Sọ thì có những chặng dừng điểm đặc biệt. Ở nhiều chỗ người hành hương chỉ phỏng đoán vị trí nơi chỗ xảy ra sự việc mà thôi. Vì anh chị em biết là trong thực tế thì Jerusalem đã bị quân lính Roma phá hủy hoàn toàn, không còn hòn đá nào trên hòn đó nào vào năm 70 sau Công nguyên. Rồi những người hành hương trở về nhà đem theo dầu từ những ngọn đèn đã thắp quanh mộ Chúa Giê-xu và những di vật từ các nơi thánh. Và đôi lúc họ cố xây dựng lại tại Âu Châu những gì họ đã chứng kiến nơi đất thánh. Người Hồi giáo chiếm cứ Palestine vào thế kỷ thứ 7 đã làm cho những ngôi đền thánh như thế có ý nghĩa hơn, bởi vì việc đi hành hương tới thánh địa vào thời gian đó rất là nguy hiểm. Lòng tôn sùng chặng đường thánh giá bắt đầu sốt sáng từ năm 1342, khi tu sĩ dòng Francisco được trao nhiệm vụ coi sóc các địa điểm linh thiêng nơi đất thánh. Con số những chặng đường thánh giá cũng khác biệt nhiều. Có những cuốn sách kinh sử ghi ra tới 37 chặng. Nay mà đi tới 37 chặng thánh giá thì cũng hơi mệt nhỉ. 37 chặng, từ ngữ chặng hay là nơi dùng để mô tả con đường thánh giá được sử dụng lần đầu tiên là trong câu chuyện kể của một khách hành hương nước Anh tên là William Way. Ông đến đất thánh hai lần vào thế kỷ thứ 15. Tranh ảnh mô tả những sự việc trong các chặng đường thánh giá chỉ phổ biến trong các nhà thờ mãi đến năm 1686, khi Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 11 cho phép các tu sĩ dòng Francisco được trưng bày các tranh ảnh như thế trong các nhà thờ của dòng này.
Đức Giáo Hoàng cũng tuyên bố rằng ân xá ban cho người đi viếng các nơi thiêng thánh ở thánh địa cũng được áp dụng cho tu sĩ Francisco hay giáo dân liên hệ với dòng này khi họ viếng các chặng đường thánh giá đặt trong thánh đường. Đến năm 1726, thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 mở rộng đặc ân đá, đặc ân là ban ân xá đó, cho tất cả mọi người tín hữu. Và 5 năm sau, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 12 cho phép tất cả mọi nhà thờ được đặt các chặng đường thánh giá. Đến mãi 5 năm sau Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 12, tức là từ năm 1726, 5 năm sau 1731, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 12 cho phép tất cả mọi nhà thờ được đặt các chặng đường thánh giá và ấn định con số là 14 chặng, áp dụng kể từ đó cho đến ngày hôm nay. Trong những năm gần đây, nhiều nhà thờ đã đặt thêm sự phục sinh của Chúa làm chặng thứ 15. Năm 1742, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 đã đặc biệt thúc giục mọi nhà thờ nên làm phong phú thánh điện bằng các chặng đường thánh giá. Và bây giờ anh chị em vô các nhà thờ, dường như không có nhà thờ nào là không có 14 chặng đường thánh giá. Nhiều hình thức, nhiều kiểu cách khác nhau, gọi là trăm hoa đua nở. Ngoài ra còn những trung tâm hành hương còn có chặng đường thánh giá ở ngoài trời, ví dụ như là La Vang chẳng hạn, hay là nhiều nơi hành hương khác. Có hai tu sĩ dòng Francisco trong thời kỳ này đã hoạt động tích cực để ước nguyện của các vị giáo hoàng được phổ biến khắp nơi, là Thánh Leona thuộc Porto Moris đã đặt các chặng đường thánh giá tại hơn 500 nhà thờ nước Ý. Còn Thánh Alfonso Liguori 1787 đã viết ra bản kinh các chặng đường thánh giá mà đa số chúng ta đều biết vì được dùng hầu hết trong các giáo đường thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20. Chặng đường thánh giá mà chúng ta vẫn đọc: nơi thứ nhất quan phi là tô luận giết Đức Chúa Giêsu, lại ơn Đức Chúa Giêsu, gì đó là vua cả trên trời dưới đất, vân vân. Tại các nhà thờ Công giáo, việc đi các chặng đường thánh giá vào những ngày thứ sáu trong mùa chay đã trở thành thông lệ. Nhiều nhà thờ còn cử hành hai lần, một vào buổi chiều dành cho học sinh và một vào buổi tối. 14 chặng đường thánh giá theo cổ truyền, anh chị em có nhớ không ạ? Xin phép được nhắc lại với anh chị em là chặng thứ nhất là quan Philato luận giết Chúa Giêsu. Chặng thứ hai là Chúa Giêsu vác thánh giá. Chặng thứ ba là Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Chặng thứ bốn là Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Chặng thứ năm là ông Simon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu. Chặng thứ sáu là bà Veronica trao khăn cho Chúa Giêsu lọt mặt. Chặng thứ bảy là Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Chặng thứ tám là Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Jerusalem. Chặng thứ chín là Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba. Chặng thứ 10 là quân giữ lột áo Chúa Giêsu. Chặng thứ 11 là quân giữ đóng đành Chúa Giêsu. Chặng thứ 12 là Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá. Và chặng thứ 13 là tháo đành Chúa Giêsu xuống mà phó ở trong tay Đức Mẹ. Và chặng thứ 14 là táng xác Chúa trong hàng đá. Thế các anh mà nhớ được như vậy là giỏi lắm rồi. 14 chặng đàng. Có chặng đàng thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7 và thứ 9. Tức là Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Rồi Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ, rồi bà Veronica trao khăn cho Chúa Giêsu. Thì những chặng ấy không được mô tả rõ rệt trong các sách tin mừng. Cũng như sự mô tả của Thánh Alfonso về nơi thứ 13 là đặt xác Chúa Giêsu trong vòng tay Đức Mẹ. Thưa anh chị em và các bạn, để phù hợp với các trình thuật trong sách tin mừng thứ sáu tuần thánh năm 1991, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đưa ra bản văn con đường thánh giá theo Kinh Thánh. Và từ đó mỗi năm đều có cử hành nghi thức này tại giác đấu trường Colosseum ở Roma. Năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chấp thuận bản văn này dùng suy niệm và cử hành nghi thức nơi công cộng. Bản văn mới có các chặng sau đây thay đổi. Thứ nhất, Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane. Thứ hai, Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội bị bắt. Thứ ba, Chúa Giêsu bị công nghị kết án. Thứ bốn, Chúa Giêsu bị Phêrô chối.
Thứ năm, Chúa Giêsu bị Phi-la-tô luận tội. Thứ sáu, Chúa chịu đánh đòn và đội mọ gai. Thứ bảy, Chúa vác thánh giá. Số tám, Chúa được Simon vác phụ. Thứ chín, Chúa Giêsu gặp phụ nữ thành Jerusalem. Thứ mười, Chúa Giêsu bị đóng đinh. Thứ mười một, hứa một chỗ nước trong nước trời cho người trộm lành. Thứ hai là Chúa Giêsu trao phó Đức Mẹ cho Gioan. Thứ mười ba là Chúa Giêsu chết trên thập giá. Thứ mười bốn là Chúa Giêsu được táng trong mộ. Các tu sĩ dòng Francisco đã có truyền thống lâu đời trong việc cử hành các chặng đường thánh giá tại giác đấu trường Colosseum vào ngày thứ sáu. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xem đây là một nghi thức trong ngày thứ sáu tuần thánh hàng năm. Và chính Ngài đã vác một cái thánh giá đi suốt các chặng, cho đến khi tuổi già sức yếu và bệnh tật không cho phép Ngài làm được điều đó. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đấy ạ. Năm 2005, chỉ còn ít ngày trước khi qua đời, thì Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị vẫn duy trì việc suy niệm các chặng đường thánh giá trong ngôi nhà nguyện riêng ở Vatican. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tiếp nối truyền thống này. Mỗi năm, một người khác nhau được mời viết bản suy niệm cho các chặng đường thánh giá của Đức Giáo Hoàng. Trong số này có cả những người ngoài Công giáo nữa. Năm Thánh 2000, Thánh Giáo Hoàng Phaolô II đã tự tay viết bài suy niệm và dùng các chặng đường cổ truyền. Thưa anh chị em, ngày nay có 14 chặng đường theo truyền thống, như chúng ta đã nói với nhau. Chúa Giêsu chịu kết án, Chúa Giêsu vác thánh giá ngã lần thứ nhất, Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ, Simon vác đỡ thánh giá Chúa, bà Veronica lau mặt Chúa ngã lần thứ hai, Chúa Giêsu nói với phụ nữ Jerusalem ngã lần thứ ba, Chúa Giêsu bị lột áo, Chúa Giêsu bị đóng đinh, Chúa Giêsu chết trên thánh giá, tháo xác Chúa xuống và an táng Chúa trong mộ. Vì mối liên hệ nội tại giữa cuộc khổ nạn và cái chết với sự phục sinh của Chúa Giêsu, cho nên vài sách đạo đức hiện giờ có chặng đường thứ 15 là tưởng niệm cuộc phục sinh của Chúa. Một ơn toàn xá được ban cho những ai đi đàng thánh giá, từ chặng này tới chặng kia, ở nơi chúng được dựng nên cách hợp pháp trong khi suy niệm về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa chúng ta. Và những ai mắc ngăn trở không đến nhà thờ được thì cũng có thể hưởng cùng một ân xá khi đọc và suy gẫm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa chúng ta trong nửa tiếng đồng hồ. Mà chúng tôi cũng sẽ làm suy niệm cuộc thương 14 chặng thánh giá Chúa thời Covid cho anh chị em, để ngày thứ sáu tuần thánh chị em có thể hiệp thông và trong bất cứ ngày nào. Tầm quan trọng của các chặng đường thánh giá trong đời sống đạo đức của người Công giáo cũng được chứng nhận bởi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục vào năm 1975 đã chuẩn ni bản chặng đường thánh giá dựa trên Tin Mừng. Và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã soạn thảo một bản suy niệm chặng đường thánh giá của riêng mình. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Tam Nhật Thánh ngày thứ năm tuần thánh trong Thắc Mắc Hỏi Ai tuần trước. Tuần này chúng ta đã biết về thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh, ý nghĩa của 14 chặng đường thánh giá. Mời anh chị em chúng ta cùng tích cực tham dự một cách sống động, tích cực, sáng tạo, sinh động, để những ngày tuần thánh thực sự là chúng ta sống lại mầu nhiệm Chúa chết và sống lại vì tôi, cho tôi, rồi cho anh, cho em và cho mọi người. Khi mình cảm nhận được thực sự Chúa đang chết cho tôi, đang sống cho tôi, Chúa đang đau khổ với tôi, Chúa đang đồng hành với tôi, lúc đó mình mới thấy rằng mầu nhiệm chết và sống lại nó không phải chỉ là một cái cử niệm, kỷ niệm, tưởng niệm một cái biến cố đã qua, như mình vẫn kỷ niệm biến cố này, biến cố nọ, biến cố kia, nhưng mình đang thực hiện, đang thực sự sống biến cố đó ngay ngày hôm nay, ở đây và bây giờ. Và bây giờ Chúa đang hiện diện sống động thực sự với chúng tôi, mặc dù có thể dưới những hình thức khác nhau, nhưng thực sự là Chúa đang sống cho tôi, đang chết cho tôi và đang mời gọi tôi đi theo Chúa để sau này cũng được và hưởng vinh quang phục sinh với Chúa. Chúc anh chị em tuần thánh vui tươi, hân hoan, phấn khởi tâm hồn mừng lễ Chúa phục sinh. Chúc anh chị em một tuần thánh tràn đầy ý nghĩa, tràn đầy lòng thương xót của Chúa. Amen. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ
chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương, nhận chìm con vào lòng Chúa.